mỗi ngày chúng ta đều có cái tạo nghiệp. Nếu chúng ta có được một cái phước, một cái may mắn, nói theo Phật Pháp thì chúng ta nói có phước, còn nói theo ngoài đời thì nếu chúng ta may mắn thì chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết suy nghĩ những cái gì mà nó lành thiện. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ những điều không lành thiện. Cho nên Đức Phật gọi chúng ta là nếu không khéo, chúng ta chỉ tạo nghiệp nhưng mà nghiệp bất thiện. Còn nếu chúng ta khéo thì chúng ta tạo nghiệp thiện mà Phật gọi là phước. Tại sao? Tại vì bất cứ cái nghiệp lành nào chúng ta làm nó đều có phước hết. Bất cứ một cái suy nghĩ nào chúng ta nghĩ mà nó lành, chúng ta đều có phước hết. Cái đó gọi Phật gọi là phước nghiệp. Quý vị thấy không? Nếu nhưng mà thí dụ bây giờ mình không biết tạo cái phước nghiệp mà mình cứ suy nghĩ những cái điều không lành thì người ta gọi là gì? Cái gì nghiệp? Ác nghiệp hay là bất thiện nghiệp hay là hắc nghiệp, mà trong kinh gọi là pháp đen với pháp trắng. Ví dụ Phật nói người này thường tu pháp đen, tức là họ luôn luôn sống bằng trong tất cả mọi cái hình tướng, tư duy, lời nói, việc làm, hoàn cảnh luôn luôn là đen. Phật gọi cái đó là cái pháp xấu. Cho nên á, đối với người Việt Nam, khi ông bà mình mất, mình để tang màu trắng. Tại sao? Bởi vì mình muốn chúc nguyện cho ông bà mình sạch nghiệp, nói theo hoặc là bạch nghiệp. Cho nên là mình để tang trắng. Còn nếu mình để tang đen, đó là mình theo Tây Phương đó. Cho nên là ngày xưa ở Việt Nam ta hay may miếng vải đỏ nhỏ xíu gắn áo, bên đen bên trắng. Hễ người ta mặc đồ trắng cái người ta cài miếng đen, người ta mặc đồ đen thì người ta cài miếng trắng. Thật sự quý vị không cần màu đen, màu trắng là đủ rồi. Bởi vì cái đó là tượng trưng cho cái tiêu, tượng trưng cho cái sạch nghiệp. Nhưng mà ngược lại á, bởi vì mình nghĩ mình không hiểu, cho nên rồi mình thấy cái gì trắng cái mình sợ, giống đám ma, phải không? Cho nên nó đám cưới không dám chân hoa màu trắng, không dám mặc. Nhưng mà ngược lại Tây Phương thì sao? Trắng hết. Tại vì tượng trưng cho trinh nguyên, tinh khiết. Cho nên đừng sợ. Ngay cả cư sĩ thời Phật mặc đồ gì? Đồ trắng. Cho nên mình mới gọi là bạch y cư sĩ đó. Các vị đó đều đến với Phật là, quý vị đi đến chùa Lào, chùa Miên, quý vị để ý, các vị cư sĩ đều có một tấm vải trắng để trên người đó. Đi vào là tròn cái tấm khăn trắng nó lên. Nếu quý vị nào mà qua Tích Lan, quý vị sẽ thấy Phật tử Tích Lan mặc toàn đồ trắng khi đi chùa. Ví dụ như tối hôm nay mà Phật tử Tích Lan mà nghe Pháp ha, là ngồi nguyên cái chùa này là đồ trắng hết. Nếu mà người nam, người nữ mặc xà rông trắng, áo sơ mi trắng, mặc đồ trắng hết. Trong nhà của người cư sĩ Tích Lan lúc nào cũng có vài tấm ra trắng để dành đó. Hễ chư tăng mà đến là họ lấy tấm vải ra đó, họ trải trên cái ghế, rồi chư tăng ngồi trên cái ghế mà họ đã trải sẵn tấm ra. Tại vì họ quan niệm cái ghế mình ngồi, thấy không? Cái ghế mình ngồi là cái nó bị ô nhiễm. Khi nào chư tăng đến thì mình phải trải cái ghế, trải trên cái tấm ra trên cái ghế đó để chư tăng ngồi. Pháp Hòa qua bên Tích Lan đi 10 ngày với những Phật tử người Tích Lan. Thì ngay cái anh dẫn đoàn người Tích Lan đó, trong túi anh lúc nào cũng có tấm ra trải màu trắng. Chuẩn bị đi vô quán nào ăn là anh vô trước 2 phút, 3 phút. Ảnh tới cái bàn chuẩn bị sẵn, ảnh trải tấm ra trắng lên trên những chiếc ghế mà quý thầy sẽ đến đó ngồi. Thì khi mình bước vào cái chỗ, cái phòng ăn trong một cái nhà hàng đó, ví dụ vậy, mà mình thấy có một cái bàn trải sẵn những tấm ra trắng thì mình biết đó là cái bàn dành cho chư tăng. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ cho nó chín chắn, không hề sợ màu trắng. Đừng có sợ là tại vì mình cứ nghĩ, cái tất cả do cái suy nghĩ của mình. Thí dụ mình nghĩ màu trắng là trong sạch, là tinh khiết, chứ tại sao mình nghĩ là màu trắng là tan? Bởi vì mình có thấy từ nhỏ thấy người ta để tan cái màu trắng, cái từ đó về sau trong đầu mình nó dính một cái quan niệm, hay cái gì màu trắng là tan tóc,
không đúng. Cái này là một cái tư duy lệch lạc. Mà tư duy lệch lạc thì cái gì kiến à? Pháp Hòa thường nói hoài đó, tà kiến. Có nhiều Phật tử có cái máy niệm Phật, tùy theo quý vị đó cái ấn tượng. Ở đây có cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ niệm sẵn, thì có nhiều cái đám tang cái ta mở thầy trí thoát niệm. Ai mà đi đám tang mà một lần mà nghe trong đó rồi là về từ đó về sau tắt cái máy đó không dám niệm nữa. Hỏi sao vậy, nghe giống đám tang quá. Rồi nếu như người nào mà vô trong một cái đám tang, người Việt hay người Hoa không biết, nhưng mà họ mở sẵn cái máy Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà không dám mở cái máy đó nữa. Tại vì sao? Tại vì ấn tượng rồi. Cái máy đó mở trong những cái nhà hoàng. Thật ra quý vị thấy không? Tất cả đều do mình. Hồi trưa này có một Phật tử chở qua đi ngang một cái núi. Cái núi rất là dài sâu. Vậy mà người ta làm sao mà cái núi đó giờ thành nguyên một con đường để đi. Thì ông mới nói trời, sức con người khủng khiếp thiệt. Đây là một cái trái núi tròn dài mà họ đục đẻo làm sao mà giờ thành nguyên một cái chỗ. Pháp Hòa mới nói đâu phải chỉ núi không đâu. Quý vị nghĩ cả cái trái đất này, từ một cái vật nhỏ như một hạt cát, lớn như chiếc máy bay, nhà lầu, đủ thứ, cũng do sức ai? Sức con người. Mà tại sao con người làm được? Tại vì con người có cái tư duy, có cái phát minh, có cái suy nghĩ. Cho nên bất cứ cái gì nó cũng đều có một cái gọi là kiến thức. Nghĩa là kiến thức là gì? Cái ý kiến của con người mà. Quý vị như quý vị nhìn như cái bình hoa này đây, có phải là có một cái kiến thức của con người trong này không? Thì cái tư duy của họ muốn bình hoa này như thế nào thì họ sẽ cắt xén, cắm gọt, nghiêng thẳng như thế nào để nó ra cái dáng như vậy. Cái chùa này muốn như thế nào cũng do mình sắp xếp, mình làm ra được. Như vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta lành, từ gì mà ra? Từ cái suy nghĩ lành thiện của mình. Mà nếu mình được suy nghĩ lành thiện, cái đó gọi là phước nghiệp về tư duy. Tại làm sao? Người ta làm việc đó, bao nhiêu người thấy tốt mà con mình thấy trật. Cái đó của mình cũng phải suy xét lại, coi coi cái suy nghĩ của mình nó có đúng không. Tại vì có nhiều khi mình dùng cái gì, mình dùng cái thành kiến cố chấp của mình để nhìn một vấn đề mà nó không thấu đáo. Mà mình nhìn một vấn đề không thấu đáo thì mình chấp trước vào đó, rồi mình phê phán, lên án, vân vân. Mà tại sao những người khác ngược lại? Nếu mình cho cái điều đó là đúng, mà tại sao những người khác họ thấy sai? Mà con mình thấy đúng à? Thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì cái tư duy của mình chưa chắc nó đã là đúng. Quý vị thấy, quý vị thường hay thích những câu châm ngôn ca dao, vì nó luôn luôn nó mang cái tính chất nhắc nhở, phải không? Cái đó đâu phải bình thường. Cũng do một người tư duy mới có thể có được câu đó. Pháp Hòa ví dụ một câu: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó là câu quý vị thường nghe gì? Nhưng mà câu kế có ai nghe không? Ít lắm. Cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Nếu một người mà ta nói được như vậy, đâu phải bình thường. Ta cũng phải tư duy. Như vậy thì cái người đó thay vì cái thời gian rảnh rỗi họ để cho cuốn trôi, thì họ lại ngồi tư duy. Mà tư duy đó là gì? Đó là thiền. Mình nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ à? Thiền trong khắp nơi, khắp chốn, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như làm cái việc đó mà sai, nó trời ơi kỳ này chắc chết anh ơi. Nói anh đừng có lo, thế nào cũng chết chắc. Anh đừng có sợ chi chắc. Cái chuyện mà chắc chết là bảo đảm, nhưng mà bảo đảm hơn là chết chắc. Chết là chắc. Cho nên khỏi cần lo chắc chết. Đâu phải tự nhiên người ta nói được. Có phải có cái tư duy. Thì có một em nó ngồi nói chuyện với bạn hồi, cái biết nói gì đó, cái tự nhiên mà mới nói thầy giờ thầy khỏe lắm, thầy ít có đòi gì lắm, nhưng mà ai hỏi thì mới yes. Thường thường con người ở đời sống, một là có nhiều người hai thứ luôn đòi hỏi.
Mà người nào sống với mình mà đòi hỏi nhiều mình mệt, phải không? Thôi bây giờ đi tới đâu đừng đòi gì hết. Ai tới hỏi thì ok. Mình đòi người ta mệt, mình đòi người ta phiền. Cho quý vị thấy những câu ca dao, ngay cả những câu ca dao, nó đều có những cái ẩn ý trong đó. Và có đôi khi một câu đó nó làm cho mình thức tỉnh nhắc nhở. Đâu phải bình thường mà người ta có thể thốt ra những câu đó. Ví dụ người ta nói, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái nhiều khi mình nghĩ trong đời mình, ví dụ như bây giờ mình, ví dụ như bây giờ mình có một nỗi buồn, mình nghĩ là mình buồn nhất rồi đó, mình buồn nhất rồi đó. Nhưng mà người khác người ta cũng nhất, ai cũng nhất hết đó. Nhưng mà cuối cùng rồi mình nói, trời ơi, so với cái vũ trụ sơn hà này, cái nỗi buồn mình chẳng là gì hết. Có nhiều khi hỏi tại sao chị buồn, chị coi đó, nguyên bàn ăn ai nó cũng mời, nó mời tôi. Trời ơi, con vậy thôi cũng buồn nữa. Rồi hỏi rốt cuộc chị có ăn không, ngu gì không ăn. Nếu mà vậy thì tự mình ăn thì khỏi mời. Đơn giản vậy thôi. Cuộc sống nhiều khi nó rất đơn giản mà mình chẳng hề đơn giản. Nói chung là nguyên một bàn ngồi ăn. Bây giờ nếu người ta theo thống, theo cái bình đẳng là mọi người sẽ được ăn. Bây giờ ai người ta cũng mời, chỉ trừ mình ta không mời, thì mình tự ăn. Có sao đâu, miễn là trên bàn nó đã có rồi mình cũng được mời. Mà nhiều khi người ta mời mình còn đỡ người ta lời mời nữa. Cho nên á, cuộc sống đôi khi ví dụ như người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn đi, đừng đóng kịch, đừng làm màu gì. Đã thôi tôi nói rồi. Hờn rồi đó. Hờn mà ta kêu hờn mát mà chẳng thấy mát chút nào hết chứ. Thôi không mời mà ăn gì. Nó nghe nó hơi ấm ấm rồi đó. Mà tới hồi đứng dậy mà bỏ về kêu nóng rồi đó. Thế mà kêu là hờn mát là sao? Mát là không hề hờn. Mà đã mát thì không hờn, mà hờn thì không nên mát. Cho nên á, người ta mời mình ăn thì bây giờ người ta nấu thôi mà mình ăn. Nhưng mình phải, mình là người được mời ăn thì phải ăn sao cho vừa chừng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta cho nhưng mà đâu có nghĩa là mình được hốt hết. Cuộc đời nó đơn giản vậy hả? Ví dụ như người ta tặng, ta đem một cái rổ đem ra ta tặng mình, ta nói dạ này kính biếu. Biếu mà phải kính nữa nghe. Nhưng mà người ta kính biếu thì mình có lấy cũng chừa người khác. Cuộc sống nó đơn giản vậy thôi à. Mà nếu mình lấy vừa chừng, mình lấy một cái rồi mình đi, mình lại người khác vô lấy, không hề ai ngó lại coi bà kia kìa, cái ông kia kìa. Nhưng nếu mình hốt quá thì mình vừa đi ta nói sao à. Nếu mà người ta biết mình dân nhà chùa, ta nói tu mà còn tham. Cho quý vị nhớ nha, hễ ai mà đi chùa rồi là có cái nhãn hết á, cái nhãn chùa đó. Cho nên mà hễ nhúc nhích gì cái ta lấy chữ chùa ra ta dán trước. Không, tu mà còn sân, tu mà còn tham, tu mà còn dữ. Tại ta một lần mà ta thấy mình vô chùa mặc cáo tràng rồi là coi như mình đóng hiệu rồi đó, đóng nhãn rồi đó. Là người ta luôn luôn xác quyết cho mình là người tu. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy, mỗi ngày không có cái gì mà chúng ta làm mà vượt ngoài cái tư duy hết. Không có tư duy sao làm, phải không? Cho nên đó, trong nhà Phật xài chữ thiền. Thiền là gì? Nói cho đủ là thiền na. Trung Hoa dịch là tư tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ có vắng lặng, có tịnh thì tự nhiên nó yên. Ví dụ như có một người á, người ta nghĩ như thế này: mình lo thắng người thì tâm loạn, lo thắng mình thì yên. Quý vị suy nghĩ câu đó có đúng không? Nếu mình luôn luôn muốn thắng người, tâm mình sao yên được? Lo lắng suy nghĩ làm sao? Nhưng nếu mình chỉ lo thắng mình thì yên. Tại sao? Cái gì nó đến mình thắng lại. Thí dụ cái lời nói mình sắp sửa phát ra từ tư duy thắng lại. Chữ thắng có hai nghĩa: dừng lại.
Và khi mình dừng lại không nói năng là mình thắng được cái giận của mình, cái tức của mình. Yên không? Thứ nhất, tâm yên. Thứ hai, thần yên. Bởi vì mình nói lại thì mình chọc chúng ghét. Mà chúng ghét thì thế nào cũng có lời qua tiếng lại, nói xấu, nói tốt về mình. Cho nên mình muốn yên thì phải tự thắng mình. Còn mình cứ lo thắng người thì sẽ nổi loạn. Loạn từ tư duy, loạn từ đời sống. Bởi vì sao? Bởi chúng ta luôn luôn không có yên tĩnh. Cho nên người mà có được cái suy nghĩ lành thiện thường xuyên, đó là cái phước. Có một thầy dạy một người đệ tử như thế này. Người đệ tử cứ lên phiền hà người này, phiền hà người kia. Thì ông thầy mới nói, tại sao người ta cũng có những cái tốt, hay là người ta sống sao mà con thiếu phước đến mức độ con không thấy cái tốt của người, mà con chỉ thấy cái xấu của người không vậy? Cho nên mình sống mà mình thấy toàn cái xấu của người đó, khoan nói nha, cái đó mình phải trở lại với chính mình. Mình nghĩ tại làm sao mà mình sống hình như riết rồi mình thấy thiên hạ xung quanh mình ai cũng xấu hết trơn vậy. Cái đó là mình phải suy nghĩ lại. Vậy thì lâu nay mình tụng kinh rất là nhiều, mà kinh đâu có dạy mình mấy cái đó, phải không? Kinh dạy mình sao? Tập nhìn, tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Rồi trong những cái bài sám chúng ta tụng đó, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, nguyện thấy được nỗi khổ của mọi loài, vân vân. Vậy thì những cái nhìn, cái thấy đó là đều từ những cái tư duy. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý vậy nè, mình thấy một cái người nghèo đi ngang, mình biết đó, đời cách đây 2 năm họ giàu lắm, nhưng mà lúc họ giàu họ hách lắm, bây giờ sa cơ thất thế nghèo. Nhưng mà thường mà mình thấy mấy người vậy đi ngang cái mình nói sao đáng đời. Ít khi nào mình khởi một cái tâm thương, tội nghiệp cũng một thời oanh liệt, nhưng mà lúc này hết oanh còn liệt. Mình thấy một cái người mà hung dữ xấu ác, bây giờ họ xuống cấp một cái mình nói là sao? Đáng đời. Thường thường mình hãy sống theo cái tập nghiệp đó. Thưa đại chúng, cái đó không có gì xấu hết đó. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó là một loại nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là gì? Những gì chúng ta làm thành một thói quen, nó đều là nghiệp. Như vậy thì nếu chúng ta thường suy nghĩ cái lành thiện, Đức Phật gọi là tư duy phước nghiệp. Cái nghiệp mà cái nghiệp này mà nó tạo ra phước. Có những cái nghiệp nó tạo ra nghiệp. Quý vị thấy nghiệp tạo ra nghiệp không? Mình đã có cái tật bà tám rồi. Thích nghe chuyện người này người kia là một loại nghiệp rồi đó. Nghe xong rồi đi nói nữa, hai nghiệp. Nghiệp nghe là chuyện dở hay của người, rồi nghiệp nói, phải không? Thành ra nghiệp tạo ra nghiệp. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nó có những cái, lấy cái nghiệp, mình có những cái nghiệp cũ, nhưng mình cũng có những cái nghiệp mới. Nghiệp cũ là gì? Tức là những gì chúng ta thọ nhận trong đời này từ cái nhân của quá khứ. Rồi nếu chúng ta không khéo, chúng ta tiếp tục dụng cái đó tạo nghiệp nữa, thì quả thật chúng ta chồng nghiệp hoài. Mà tại sao chúng ta cũng sám hối hoài mà chúng ta không hết? Bởi vì chúng ta mới sám hối cái gì? Trong bốn cách sám hối chúng ta mới làm được có một cái à, là tác pháp sám hối thôi. Chúng ta chưa có thành tâm sám hối, hay là chúng ta chưa có tự tánh sám hối. Thí dụ ngày mai đây quý vị lên đây là tụng thời sám hối, tờ Nam Mô quá khứ tỳ bà thí Phật là bon lại đó, mấy cái đó là cũng được. Nhưng mà mình mới có cái gì? Tác pháp sám hối thôi, làm một cái lễ sám hối thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy gì trong quá khứ tỳ bà thí?
chúng ta thấy gì trong A Xúc Phật, hay là chúng ta nhận ra được cái gì trong sự tu tập từ danh hiệu của các Phật. Nếu chúng ta lại mỗi danh Phật mà chúng ta nhận được cái pháp tu của từng Phật đó, hay là cái nghĩa của từng danh hiệu Phật mà chúng ta tu nữa đó, thì tuyệt vời. Thì cái đó là gì? Vừa tác pháp mà vừa thủ tướng, mà vừa bình đẳng, mà vừa chí tâm sám hối. Hay lắm. Cho nên quý vị nhớ, đừng cái lễ chúng ta vẫn làm, đó là hình thức, nhưng mà chúng ta không quên để cái nội dung vào đó. Cho nên Pháp Hòa cũng mong tất cả Phật tử, chúng ta phải có một cái phước về tư duy, để chúng ta thấy tất cả những gì người khác làm, nếu chúng ta không đồng tình thì chúng ta cứ im lặng để người ta làm. Tại vì không khéo chúng ta mất cái phước về tư duy, bởi vì chúng ta chưa có biết nghĩ đó đang làm gì. Quý vị có nhớ câu mà người xưa thường nhắc chúng ta không? Chúng ta thường hay lấy cái tâm phàm phu mà đem trắc nghiệm cái trí của bậc thánh, thì không nên. Vì vậy mà một trong những cái phước mà chúng ta có được là tư duy phước nghiệp. Giờ thử coi mình có không? Phải có chứ sao không. Có điều là ít hay nhiều, thường xuyên hay lâu lâu nó chồi được một chút. Chứ vậy thì bây giờ nếu như mỗi ngày mình tập cho nó nhiều một chút, thấy cái gì cũng nghĩ thiện, nghĩ lành. Bây giờ quý vị muốn tập được vậy không? Muốn tập được vậy quý vị học mấy bài kệ đi. Quý vị học mấy bài kệ để mình phước nghiệp tư duy. Pháp Hòa ví dụ ha, cái người mình là cái người thỉnh chuông, mình là người thỉnh chuông, cái mình cầm cái dùi chuông lên, cái mình đọc nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Trước khi mình thỉnh chuông mình đọc bài đó, đó là phước nghiệp của tư duy. Rồi mình là người nghe chuông, nghe tiếng chuông nói vẫn nói không mất phước. Giờ nghe tiếng chuông cái mình dừng lại, hít thở vô thở ra, hoặc mình đọc liền bài kệ, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là ngược lại đọc bài khác, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Cuộc đời này có những người người ta thống khổ, mà chỉ cần chúng ta nghe được những niềm đau nỗi khổ của người đó thì mình sẽ hiểu rõ tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Người thỉnh chuông cũng có bài kệ, người nghe chuông cũng có bài kệ. Rồi bây giờ cái mình đi vô, mình thức dậy, ngủ dậy mới mở mắt ra đọc liền bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình thức dậy đọc bài đó rồi phải không? Rồi ngồi dậy, sửa soạn thả cái chân xuống giường. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Tức là mình nói với ai? Nói với loài côn trùng dưới chân mình á. Nếu dưới chân lỡ đạp, nếu mà lỡ tôi đi tôi đạp quý vị, xin nguyện quý vị sớm được siêu sinh, khởi cái tâm thiện. Rồi đi ra ngoài kiếm đôi dép mang, có đôi dép liền, tụng bài kệ đôi dép, kệ mang dép, phải không? Thì nói như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật á, hay là chư tổ á, luôn luôn dạy chúng ta nói cái câu tổng quát, rồi dạy chúng ta chi tiết. Quý vị thường nghe đạo Phật là tu tâm, mà tâm tịnh á, thì tướng an, tướng đẹp. Cho nên cái người mà
cái thân tướng người ta nhìn đoan nghiêm á, là tại vì cái tâm họ an, cái tư duy họ đoan chánh. Cái người mà sống, ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình tới nhà, bây giờ cái tâm người đó là thích tới nhà người ta quan sát, có nhiều khi không phải để ăn cắp nhưng mà để bình luận nhà này giàu nghèo sao. Cái là mình vô đó bắt đầu mình nhìn, mà cặp mắt nhìn không phải bình thường. Có nhiều khi mình ngồi đây mà mình liếc tới liếc lui vậy. Thường thường á, cái tướng của người ta nó biểu lộ cái tâm à. Cái người mà mấy ông đóng cái vai nịnh ở trong mấy cái tuồng hát đó, cái người nịnh nó phải biểu lộ ra tướng nịnh. Một là nó có chùm râu râu đây không, hai là nó cầm cái quạt, ba là tướng nó khom khom nói chuyện người này mà nó ngó người kia, thí dụ vậy. Những cái tướng nó biểu lộ người này gian. Nên nhiều khi trong phim họ không có nói người này là gì, nhưng mà ngay cái tướng đó, nó biểu lộ từ đầu rồi. Cho nên đó, quý vị thường hay nói đạo Phật là tu tâm. Đúng như vậy. Tại vì sao? Tại vì nếu tâm là cái nguồn cội, mà tâm không có vững, tâm không yên thì mọi thứ nó loạn theo. Quý vị để ý rồi quý vị sẽ thấy. Hễ khi nào mình ở gia đình của mình á, chồng tâm cũng an, vợ tâm cũng an, thì tự nhiên con cái nó an tâm theo. Tại vì sao? Nó yên tâm là ba mẹ lúc nào ít có khi nào gây gỗ, la hét lớn tiếng. Tại sao? Vì mẹ biết tư duy khi mẹ giận. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Cái người chồng hiểu điều đó, người vợ cũng hiểu điều đó. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Mà nếu ai cũng tư duy được điều đó thì tự nhiên cái nhà nó yên. Từ đâu mà ra? Từ cái tư duy đó, từ cái suy nghĩ đó. Mà được như vậy là cái phước đó, chứ không phải bình thường. Cho nên gọi là phước nghiệp. Có những người tạo nghiệp nhưng mà ác nghiệp, bất thiện nghiệp, hắc nghiệp. Còn chúng ta, nếu chúng ta muốn có phước không? Phước ngay dưới chân. Phước ngay dưới chân. Một cái tư duy của mình cũng đều là cái phước. Ví dụ như á, một cái người kia họ làm gì đó sai, người kia lại kể mình nghe, mình chưa biết. Thôi chị, không sao, chắc bữa nay nó buồn gì đó, hay nó thôi nít mà chị giận nó làm chi. Đáng con cháu mình mà anh bỏ qua đi. Mình khuyên cái người đó một câu. Nhưng mà có khi mình nói ngược lại, rồi sao, anh để yên cho nó hả? Trời ơi, gặp tôi là nó chết. Nhỏ mà hổn, gặp tôi tán vào tay. Thí dụ mình nói những cái lời đó, thì trong kinh Phật quý vị biết kinh gọi là gì không? Khi mình giận mà người ta nói tưới theo cái giận của mình, à, cái đó là cái người, đó là cái người mà làm cho mình tăng trưởng cái thuận, thuận theo cái giận của mình. Đấy không? Nhưng mà gì nữa, làm cho cái giận mình nó nghịch, cái đó là nghịch duyên. Và cái đó cũng gọi là đẳng duyên. Đẳng là làm liên tục, không có gián đoạn. Còn cái người mình đang giận mà nói ngược lại, cái đó nghịch với cái giận của mình. Nhưng mà sau khi mình yên rồi là thuận. Người ta đang giận, mình tưới theo cái giận người ta là thuận cái giận người ta quá rồi. Cái đó là thuận duyên. Nhưng mà họ nghe xong rồi họ tức hơn nữa. Họ tức hơn nữa thì sao? Làm cho cái duyên giận họ tăng trưởng. Cho nên mình nói thuận theo cái giận người ta, nhưng cuối cùng lại là nghịch đó. Tại vì mình không làm cho người ta được cái an tịnh. Còn khi người ta giận mình nói cái nghịch, nhưng mà sau đó nó thuận đó. Cho nên cái người mà có được cái phước nghiệp thì đời sống mình an hơn. Và quý vị thấy không? Rồi riết rồi á, lâu ngày á, mình thành ra một cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp phước. Tại mình luôn luôn suy nghĩ. Mà quý vị thấy những người mà người ta có cái tư duy, người ta hay nói những câu nói nghe nó hay lắm. Cái người mà thiếu tư duy, người ta nói mình nghe không nổi. Nghe xong rồi mình thấy trời ơi, mất duyên đâu, mất hết trơn. Còn người mà ta nói mình nghe nó thấm, cái người đó thường có cái tư duy. Ví dụ như trong một cái ông đó, ông nói thấy người hay nên bắt chước mà làm, thấy người dở nên y như vậy mà tránh. Ta cái người ta dở quá trời, ta dở, mình đâu có dở, đừng làm điều đó. Mình thấy người hay mình nên làm vậy.
cho cái người mà người ta quý vị thấy châm ngôn, những câu châm ngôn, những cái lời hay, những cái danh ngôn đều từ những cái người sống mà có tư duy hết. Hòa thượng Làng Mai có những cái danh ngôn, những cái câu nói rất là hay, rồi bây giờ người ta viết ra thành những cái thư pháp, rồi người ta treo xung quanh nhà. Quý vị cũng nên có những câu đó. Mình treo những cái câu đó làm chi biết không? Để giúp cho mình tiêu tan những cái phiền não, những cái lúc mình mệt mỏi, mình buồn khổ. Ví dụ như một cái câu: đã biết vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết là cái gì cũng vô thường mà tại sao phiền não? Người này cũng vô thường, lời nói cũng vô thường, chính mình cũng vô thường, thì có gì phiền não? Thí dụ vậy đó. Rất nhiều những câu rất là hay. Rồi cái thứ hai là gì? Đó là cái bình đẳng, bình đẳng, cái phước, phước bình đẳng. Bình đẳng là sao? Nghĩa là chúng ta sống, chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái điều hành thiện để nó bình đẳng trong cuộc sống. Ví dụ vậy nè, một cái con kiến nó đang bò, cái đứa nhỏ nó thấy bò bò cái nó rượt theo nó đạp chết. Thì đối với mình là mình thấy con trái mình nói vậy cái mình hay khen lắm: giỏi quá con, giỏi quá, kì kì con nữa, con đạp nó đi. Mình hay hay thường thường trong cuộc sống đôi khi mình không có, mình thiếu cái, mình không có suy nghĩ chuyện đó, mình cứ thấy mấy đứa nít nó làm mấy cái đó cái là mình khen. Thậm chí mà nó mà nói những cái câu mà lúc mà nó nhỏ nó nói những câu hay nó hành động nó cung tay nó đánh người đồ, mình khen nó chứ lắm. Hoặc là đôi khi á, Pháp Hòa ví dụ nè, nó đi ngang nó đụng cái bàn thì cái thói quen của mình là gì? Ôm nó: trời ơi con bị đau á con, để mẹ đánh cái bàn nghe. Cái mình lỡ đánh cái hư này, cái bàn này hư này, làm con mẹ đau. Đâu có gì phải không? Nhưng bây giờ quý vị làm ngược một chút thôi: xin lỗi cái bàn, tôi lỡ tôi đụng cái bàn, tôi đau, bàn cũng đau. Mình phải dạy nó ngay từ đầu là khi nó đụng người nó đau, nhưng mà đâu phải lỗi nó đâu phải lỗi cái bàn đâu, cái bàn nằm sờ sờ đó, tại nó sơ ý nó đi nó đụng. Ngay cả người lớn mình cũng vậy. Cái bàn người ta để đó mình đi 10 năm nay không sao hết, bỗng một ngày kia mình đi mình đụng mình đá cái bàn cái bóp. Ai để cái bàn vô duyên, mà trong khi đó cái bàn nó có duyên suốt 10 năm nay. Quý vị để ý thỉnh thoảng những cái lúc mà mình sống bằng kiểu như vậy đó, hãy dừng lại. Hãy dừng lại và mình thấy rằng: ồ, như vậy là hôm nay mình tu cái gì? Hôm nay mình tu cái gì? Ai đụng mình là mình đánh à? Là mình đổ lỗi cho người à? Mà mình không thấy trong mình cũng có lỗi. Vậy thì cái bình đẳng ở cái chỗ là đâu phải cái bàn nó sai, hay là người để cái bàn sai. Bây giờ người ta để đó vì cái nhu cầu người ta để, mình do mình sơ ý mình mới đụng. Nhưng mà thường là mình đụng cái là mình trách, trách cái người để cái bàn vô duyên. Biết bao nhiêu chỗ để cái bàn kỳ cục, mà trong khi đó mình cục kỳ, kỳ ra cả cục mà mình không hay. Thưa đại chúng, cái tu nó không có cái gì mà cao xa mà nó khó tu đâu. Nó đơn giản hàng ngày. Cái quan trọng là chúng ta chỉ cần có cái tư duy. Phật gọi là thiền. Thiền không phải là bồ đoàn tổ cũ xoay mặt vô vách bao nhiêu giờ đồng hồ. Thiền là có khả năng thấy từng vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống. Pháp Hòa định nghĩa vậy cho đơn giản cho đại chúng. Thiền là người có khả năng, người tu thiền là người có khả năng thấy từng việc như vậy trong cuộc sống của mình. Cho quý vị thấy Phật dạy nè: đừng làm các điều ác. Ai nhớ câu kế? Nên làm các việc lành. Rồi cuối cùng là gì? Giữ tâm ý trong sạch. Đạo Phật có 3 câu à. Đạo đức nhà Phật có 3 câu à. Nhưng mà nói không cùng không tận à. Bây giờ cái câu đầu ta nói: đừng làm các việc ác. Thì người ta đặt câu hỏi lại: sao gọi là đừng làm các việc ác? Anh nói tôi nghe coi. Cái này tôi cũng không biết à. Tôi nghe đọc cái câu này thường xuyên. Thật ra cái câu đơn giản là đừng làm các việc ác. Thế thì giờ chúng ta làm gì để thể hiện cái tâm đừng làm các việc ác?
giữ giới. Cho nên Phật tử mình đi thọ năm giới đó. Tại sao mình phải thọ giới? Bởi vì thứ nhất, mình không muốn sát hại ai. Ai cũng ham sống sợ chết. Quý vị đánh con chó nó biết đau không? Nó hiểu được cảm giác là mình ghét nó không? Nó có con nó thương con nó không? Đời sống một con chó giống y hệt đời sống con người, phải không? Nhưng mà xin lỗi đại chúng, nhiều khi á, nói cho cùng, ví dụ con gà, con vịt á, nó chết người ta còn ăn được. Con người chết ai dám ăn? Đó, trong các loài động vật, chó, mèo, gà, vịt vân vân, trong đó có một con gọi là con người. Mà cái con người sống rắc rối khủng hoảng, nội cái ăn thôi không biết nhiêu món mà nói, không biết bao nhiêu rắc rối mà nói, chưa nói tới cái mặt, chưa nói tới cái mà gọi là ăn mặc ngủ là ba cái trong đời sống, rồi chưa nói tới những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày, mà hễ rớ vô gì là sao rắc rối cái đó. Quý vị không tin, quý vị khám phá rồi. Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi trong chánh điện, ổng có ngồi thiền gì, Pháp Hòa ngồi yên trên chánh điện, rồi Pháp Hòa suy nghĩ về mỗi cái cuộc sống của con người, Pháp Hòa thấy trời ơi, nhìn từ cái tóc xuống tới cái chân không có chỗ nào gây rắc rối. Nè, nội cái tóc nè, hễ làm thầy chùa là phải cạo, cạo phải cạo cho sạch, cạo cho sạch. Rồi hễ mà lên chánh điện ta nhìn bóng loáng, người ta xuống hỏi thầy có sức thuốc không. Tại sao? Tại vì người đời người ta quen rồi, tóc người ta phải có sức thuốc, cho nên ta nghĩ ông thầy cũng phải sức thuốc, đầu nó mới bóng. Nội một cái tóc thôi quý vị tốn tiền không? Đừng có nói gì hết, đơn giản nhất là hớt tóc thôi cũng tốn, chứ chưa nói là nhuộm nha, chưa nói là uống nha, chưa nói là làm những cái thứ khác nha. Rồi tốn. Rồi xích xuống chút coi, chỗ này tốn không? Tốn. Xích xuống chút nữa coi, tốn. À, bây giờ nó có bán mấy cái loại mà làm cho con mắt bớt nhăn. Rồi trên này, rồi xuống đây, xuống đây, xích xuống chút này coi có không. Cái này còn dữ dội nữa. Trời ơi, tối mà vẫn chưa tha mà. Ban ngày trét, ban đêm rửa. Rửa xong rồi chưa nữa, có cái gì nó ụp lên cái nữa. À, rắc rối không? Hồi ở Việt Nam mà nghèo nhất xứ, đắp dưa leo. Thời đó đâu có tiền đâu, ai mà biết kem gì với kem gì đâu, cứ trái dưa leo làm tới. Mà không có dưa leo thì là cái gì? Ai biết? À, trứng gà sang à. Không có dưa leo thì cà chua. Rồi xích xuống đây, xích xuống đây một chút coi. Ờ, chỗ này. Ôi chà, hồi xưa là đỏ mới đẹp nha, bây giờ bầm tím nó mới đẹp. Rồi xích vô chút nữa coi. Có ai sống ở Việt Nam mà cái xứ nghèo chưa? Hồi nhỏ mà nghèo không có tiền mua bằng chải đánh răng á. Nè, nè, nè. À, sáng ngủ dậy là chỉ cần đưa cái này vô chọc chọc. Có ai làm cái này chưa? Có ai làm cái này chưa? Nhất dương chỉ. Hồi lúc ở Việt Nam mà lúc mình nghèo đó, làm gì có bằng chải đánh răng? Làm gì biết cái kem đánh răng là gì? Nghĩa là giỏi lắm là miếng muối, còn khá chút nữa là than đá, nghiền nó ra, nghiền nát nó ra rồi chà. Pháp Hòa là có một thời gian vậy. Rồi kế đến là quý vị thấy xích xuống. Rồi bây giờ quý vị cứ quán từ ở trên tóc xuống cho tới cái ngón chân, mang vớ cả năm mà làm neo vẫn làm, thì nhờ vậy neo nó mới đắt. Nói như vậy là để chúng ta quán, chúng ta thấy quả thật con người sống rồi chết, nhưng mà cái khoảng sống chết đó rắc rối không? Quá rắc rối. Đã mình mới có nói tới tự thân chăm sóc, chưa đến đó rắc rối nè. Hằng ngày giao tiếp nói chuyện với nhau,
một câu mà họ lệch thôi, hiểu ý khác liền, bắt lỗi liền, bắt phải liền. Mà rốt cuộc bắt cho nhiều rồi rồi sao? Cũng què thôi chứ làm gì giờ. Nếu người nào mà người ta dễ thương, dạ con xin lỗi. Người nào ta không gọi làm gì tôi. Thế mà thầy ta nói là biết thôi chứ làm gì. Rồi xong, què. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Nếu mà nói về cái bình đẳng, không làm các điều ác là thể hiện qua cách là chúng ta giữ giới đó. Còn cuộc sống của con người đang sống thì mình không có đang tâm mình làm bất công. Trong cái giới thứ hai là gì? Ăn cắp của người ta mình không lấy, mình đang lấy là mất lẽ công bằng, phải không? Như vậy thì cái bình đẳng phước là gì? Là nó thể hiện ngay khi chúng ta giữ giới. Cái của người ta mình không lấy mà nó khổ nổi. Người đời người ta chưa tu, người ta không tham không nói đi, thậm chí nhiều lúc mình đã đi vào những cái nơi thánh đường chuẩn chỗ chùa chiền rồi cũng cái tâm tham nó vẫn không hết. Người ta để kỹ là mình rình, người ta để hở mình rinh, không biết ở đâu hỏi. Cho nên rồi mình có cái gốc tham, rồi cái đồ người ta để là cái duyên tham, để rồi mình phải suy nghĩ cái cách nào để tham. Ba cái hợp lại, cái gốc tham, cái vật để mình duyên cái tham, và cách thức làm sao để mình tham, ba cái đó nó hợp lại nó thành nghiệp. Quý vị thấy sáng ra cái, chà, sáng nay sao thèm cháo cá quá, khởi cái tâm thèm, cái bắt đầu nghĩ tới con cá. Ở Việt Nam mà ăn cá tươi là phải đi mua con cá nó còn sống, về rồi suy nghĩ có cách nào giết nó. Thì đầu tiên là phải đập đầu, đánh dãy, cắt cổ, mổ bụng gì đó, vân vân, rồi khứa, rồi ướp, rồi làm gì đó. Khi mình muốn ăn cái đó, một quá trình tạo nghiệp ở tư duy mới đi tới hành động. Cái đó nghiệp nó thành. Bởi vì gốc mình muốn, duyên nó có. Thí dụ bây giờ mình thèm cá mà không có cá, cái mình ăn đậu hũ, giảm nghiệp. Cho nên quý vị nhớ là nghiệp từ đâu? Cái gốc mình có, cái duyên, cái cách, ba thứ nha. Nghiệp tha, gốc tham, duyên tham, cách thức tham, thành nghiệp. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ hằng ngày mình quán như vậy để làm gì? Để mình bình đẳng. Ví dụ như bây giờ ha, những cái lúc mình thất nghiệp, giảm tiền, thì nó mình nói thôi, nói về cái đẹp mình cũng đã từng rồi, trong lúc này kinh tế nó xuống, mình đơn giản cũng không sao. Chứ còn nếu mình nghĩ không thể được, mình đã lỡ đẹp vậy rồi mà không đẹp, người ta nghĩ lúc này mình nghèo, cái là mình phải đi mượn, phải đi làm mọi thứ chi cho nó khổ. Thì cuộc đời mà có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Thấu đáo được cái lẽ đó, cái mình sống bình thường. Mà sống bình thường là mình đã bình đẳng, phải không? Có khi mình cắt tóc dài nó cũng đẹp, có khi mình cắt tóc ngắn nó cũng đẹp. Tóc em dài em đi trong gió, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Tóc nào cũng sử dụng được hết. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Thì đằng nào mình cũng có, thậm chí người ta cũng khen nó gì đó, lùng sang mập gì đó. Thì người cái nào ta cũng có câu để nói mà. Thì mình cứ bình thường đi. Quý vị nhớ con người mình nó có ba thứ. Một là bình thường, hai là bất thường, ba là phi thường. Thí dụ như cuộc sống mình cứ đói, ăn, mệt, ngủ, khá thì mình sống theo khá. Thất nghiệp ít tiền, sống theo thất nghiệp ít tiền, sống vậy là sống bình thường. Còn không có đi mượn làm cho nó có bất thường đó. Mà hễ mà một khi mà nó leo lên rồi, nó đâu có dừng ngay đó đâu, nó đi tiếp. Rồi cuối cùng là gì? Nợ chồng theo nợ, nghiệp tạo thêm nghiệp. Cái phước mình tới đó hết rồi,
Nếu mình muốn không ẩn nhẫn chờ đợi phước nó tụ, cũng giống như mình xài hết nước, đừng xài nữa, để đó cho nước nó tụ lại có xài nữa. Thế thôi. Cái phước là do mình sử dụng hay là do mình tạo? Nếu mình khéo tạo thì phước tăng trưởng, hoặc là có hoài để mình xài. Ngược lại mình lo mình xài mà quên tạo thì có ngày nó hết. Bây giờ nếu nó lỡ hết thì ráng chờ, chờ phước nó tụ xài nữa chứ có gì đâu. Chứ cuộc sống mà nếu bình thường được vậy đó, cái mình đỡ tạo nghiệp. Mình đỡ tạo nghiệp. Cho nên bình đẳng là gì? Khi chúng ta giữ giới. Khi chúng ta giữ giới là chúng ta tạo cái gia đình người ta đang hạnh phúc, mình không có phá hoại. Đoàn thể người ta đang bình an, mình đừng có nói ra nói vô, đâm bì thóc thọc bì gạo, nói đầu này nói đầu kia để cho nó gây gỗ xáo trộn. Cái đó là mình làm mất đi cái phước ở cái việc bình đẳng của mình. Cái gì thấy nói thấy. Thậm chí thấy nghe mà mình thấy nó không lợi ích cũng không nên nói nữa. Chứ đừng nói là mình nói. Cho nên Phật hay lắm. Phật có dạy trong một cái bài kinh, có những người, người ta chưa kịp nói là đã tự nói. Phật nói này nguy lắm. Giống như người ta chưa kịp mà khen nữa là tự khoe rồi. Có cái ông đó, ổng đeo sợi dây nịt mới từ sáng tới chiều không ai khen hết trơn đó. Mà ổng trông dữ lắm, không ai khen hết trơn á. Trời ơi, rồi cái cũng may là có cái ông đó ổng mang đôi giày. Đó, rồi ổng mang cái đôi giày mà từ sáng tới chiều cũng chẳng ai khen đôi giày của ổng hết. Cái bữa nọ cái ông hai người đi ngang sao cái ông dây nịt ổng đụng cái ông mang đôi giày mới á. Cái thì cái đụng xong cái ông mang đôi giày ổng có cơ hội quá chừng đi, ổng nói đi không cẩn thận có chừng tôi đá à, nghe cái ổng đưa cái chân lên, ổng khoe cái đôi giày mới á. Được cơ hội cái ông mang dây nịt á, ổng muốn khoe dây nịt mà đâu có cơ hội đâu. Ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt của tôi nghe. Cái là ổng khoe cái sợi dây nịt rồi. Rồi cái anh kia anh đeo cái hột xoàn từ sáng tới tối mà không ai khen gì hết trơn. Được cơ hội, thôi cho tôi can đi. Anh vảnh tay lên khoe. Phật nói có nhiều người không ai hỏi mà tự nói. Có nhiều khi mình tới chùa mình ngồi, đâu ai nói gì đâu, lợi khiều. Sáng giờ có gì lạ không? Bữa nay chùa có gì lạ không? Bộ muốn có chuyện lạ lắm hả? Chùa yên mới tốt chứ chùa lạ mới tốt. Cái bệnh tháng này tôi cũng đi tới đó có gì lạ không? Vân vân. Rồi nhiều khi mình nghe người ta nói nữa. Cho nên á, quý vị thấy rồi, riết rồi, mình tu cũng tu, mà mình cứ sống theo cái tập nghiệp của mình nó nhiều hơn cái mình tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một tháng ăn chay 4 ngày thì còn lại bao nhiêu ngày mình ăn mặn? 26 ngày ăn mặn. Thì 26 ngày ăn mặn thì dĩ nhiên cái tập khí mà ăn mặn nó phải nhiều hơn rồi. Cũng như vậy đó, cũng như vậy. Cho nên tại làm sao mà Pháp Hòa cứ khuyên đại chúng cố gắng làm gì, làm mỗi ngày đại chúng có 15 phút tụng kinh ngồi thiền. Em xin 15 phút thôi, không có xin nhiều. Quý vị chọn một bài kinh nào quý vị thích, thậm chí một bài sám tụng, nhất là những bài sám tụng hay lắm. Quý vị chọn một bài quý vị tụng đi. Thí dụ cái bài này cũng hay nữa nè. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân. Pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đó là mình khen Phật ha. Giờ mình khen Pháp nè. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh. Giờ mình khen Tăng nè. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, trên con đường học đạo biết Tam Bảo của tự tâm. Nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện rũ bỏ âu lo,
học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, rượt vượt qua ngoài cõi khổ. Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Cái bài tụng đó nó chỉ có nhiêu đó thôi, mà nếu mà đại chúng chịu khó tụng mỗi ngày, chịu khó là Pháp Hòa năn nỉ đó, chứ còn tu mắc gì chịu khó. Tại sao nghe nói ăn chịu khó? Thôi để tôi chịu khó ăn, để tôi chịu khó đi chơi, để tôi chịu khó đi ngủ. Không ai nói vậy trơn á, mà toàn là thôi để tôi chịu khó đi chùa, tôi chịu khó tu. Lẽ ra tu là không có phải chịu khó, vì tu là cái chuyện luyện tâm của mình, lập công bồi đức tạo phước cho mình, mắc gì ráng. Nhưng mà thôi giờ năn nỉ đó, ráng tu giùm em. Cái câu đó hai nghĩa. Quý vị tu, nghĩa là 15 phút mình tụng bài kinh để làm chi? Để cho nó sạch, để cho nó trong, để cho cái lời đó nó thấm. Mà như nãy Pháp Hòa ví dụ đó, nếu người mà ăn chay trường thì tâm không bao giờ khỏi độ mặn, đi chợ là chỉ vô thẳng hàng rau. Còn vì mình còn ăn mặn cho nên quẹo vô chỗ kia nhiều. Tháng ngày nào mà ăn chay ghi giấy tùm lum hết trơn, nhớ ăn chay, nhớ ăn chay, vậy mà sáng ra vẫn còn quên. Rồi bóc vô miếng, ở cha cha bữa nay mùng 1. Rồi phải chi như người ta biết mùng 1 rồi thôi trở lại ăn chay đi. Không, thôi lỡ rồi làm luôn. Đó, Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị thấy mình sống theo cái nghiệp có của mình nhiều không? Đó, bình đẳng nghiệp. Cho nên bình đẳng nghiệp là mình ăn chay, mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân. Những cái đó để chúng ta sống bình đẳng, giữ giới tạo phước. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị đi đường, quý vị gặp bản stop, quý vị làm gì? Dừng. Mình dừng lại để cho bên kia người ta đi, bình đẳng không? Tới phiên mình ngừng, tới người khác đi. Rồi một lát người khác ngừng, mình đi. Thấy đèn xanh mình đi, đèn vàng mình chậm, đèn đỏ mình dừng. Cứ giữ mực như vậy bình đẳng không? Không tổn hại ai. Mình đi vô mấy cái chỗ school zone, người ta để bảng rõ ràng, vẽ một đứa học sinh băng qua lộ, ta để bảng luôn 30 cây số giờ, mình vẫn chạy nhanh, rồi mình bị phạt. Nói sao kỳ vậy, tôi chạy chậm. Không có gì kỳ hết á. Bây giờ nó có cái máy nó chụp hình. Như vậy mình không giữ cái điều đó thì chắc mình phải gặp một cái khó khăn. Như vậy cái bình đẳng là gì? Chỉ cần chúng ta giữ quy luật là bình đẳng. Quý vị thấy nước Mỹ hay nước Canada nói chung á, người ta tới người ta xét nhà mình trong khi mình xây cất, người ta làm khó mình đủ cách, cái vấn đề vệ sinh vân vân. Thật sự ra tại không hợp ý mình ẩu thì người ta cho qua, cái mình khen dễ thương. Mà người ta khó khăn thì mình lại phiền não với người ta. Mà thật sự ra nếu nói cho cùng là ta muốn làm gì? Ta muốn bảo vệ sự an toàn cho mình. Ví dụ người ta dặn mình đi vô bếp là phải bao tóc lại, rửa tay mỗi khi mình làm, ví dụ vậy đi. Hay là nồi chảo phải khỏi mặt đất 1 feet. Thức ăn không được để bên ngoài quá 4 giờ đồng hồ, nó sẽ sanh vi khuẩn, vi trùng. Người ta làm, người ta qua ra những cái quy luật như vậy, chẳng qua là để giữ an toàn cho mình và cho người. Vậy thôi. Cho nên mình giữ giới là tạo một cái phước, là phước bình đẳng. Rồi cái cuối cùng là phước gì? Bố thí phước. Trong kinh Pháp Cú có câu: nay vui đời mai vui, làm thiện hai đời vui. Nó vui mình, nó an vui thấy việc thiện mình làm. Ngược lại, nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu. Nó khổ đời này khổ do nghiệp xấu mình làm. Cái phẩm đó, hai cái câu đó là hai cái câu nó song song với nhau, nó nghịch lại. Hễ mà mình làm thiện thì đời này thiện, làm thiện
hai đời thiện, đời đời vui, đời sau vui. Thì cũng ở trong trường hợp như vậy, bố thí là gì? Là mình cho. Mà cuộc sống này á, cái vui là mình được cho chứ không phải mình được nhận. Người ta nhận người ta vui là đúng rồi, mình là người cho mình vui lắm. Ví dụ như người ta đến, ta nói anh có thể giúp cho tôi làm cái vấn đề này không? Mình có khả năng mình làm giúp được người ta mình vui, mà người kia cũng vui. Mà ngược lại mình nói trời ơi xin lỗi tôi muốn giúp lắm mà tôi không có khả năng, thì ngay cái đó cái mình cũng hơi buồn. Mình lâu lâu người ta mới nhờ mình không giúp được. Cho nên mình giúp được ai cái điều gì đó là cái phước của mình. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy mà để quý vị làm phước không có ngán nè. Khi nào mà có việc gì đến với mình á, quý vị cứ nghĩ là mình được phước mới được làm, có phước mới được làm. Là quý vị làm phước không mệt mỏi. Ví dụ như á, người ta nhờ mình chở đi chùa. Tại sao cả trăm người thắm nhờ mình? Thứ nhất, tại mình dễ nhờ. Mình ta nhờ là mình, cái người mà nhờ mà cứ từ chối cằn nhằn khó chịu một lần thôi, có nhiều người là ta không dám nhờ nữa. Còn ta nhờ mình vui vẻ đó, thì mai mốt ta tiếp tục ta nhờ nữa. Nhưng mà bây giờ mình buồn, mình mệt mà không muốn đi, mình nghĩ rằng á, tại sao bao nhiêu người ta không nhờ, ác hẳn là cái phước của mình. Cho nên á, để giúp cho mình á, làm việc không có mệt mỏi, quý vị cứ nhớ, khi người ta đến với mình, đó là cái phước của mình. Chờ Pháp Hòa thường á, không phải Hòa nói với nhiều khi á, giảng có 1 tiếng à, đứng chụp hình 3 tiếng. Nhưng mà Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng, vì Pháp Hòa nghĩ đó là cái phước của Pháp Hòa. Cái phước là được người ta còn thương, người ta muốn chụp hình với mình, chứ hình mình như má hả thèm chụp. Phải không? Thành thử mà người ta còn đến với mình, đó là cái phước của mình. Cho nên quý vị nhớ là phước là gì? Là những điều kiện lành mà mình có được. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ như hôm nay á, ngồi đây Pháp Hòa nói mà quý vị còn nghe được, là mình còn cái phước ở lỗ tai, là mình còn nghe tiếng rõ ràng. Cho nên nhiều khi khi mình ở tuổi 80 rồi, bắt đầu tai mình lãng rồi, muốn nghe nghe không được. Có nhiều bác đó tội lắm nha, không buổi giảng nào mà không có mặt. Quý vị biết không, cuối cùng á, bác đâu có nghe được cái gì đâu. Nhưng mà hỏi bác không nghe được, bác lên chi vậy? Nó lên ngồi cho nó sơm. Thấy không? Cái đó cũng cái phước. Cái đó cũng, mà đâu phải là bác không phải là mất cái phước đâu. Bác không nghe được, nhưng mà bác lên đây để bác có mặt cho đại chúng, bác đó cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa nói quý cụ ha, hồi đó mình già, lúc còn trẻ đó mình đi chùa mình không quả. Bây giờ mình già rồi, mình hết nấu gì nổi rồi, để cho sắp trẻ nấu. Để cho sắp trẻ nấu cho mình lên chánh điện mình ngồi niệm Phật. Mình ngồi mình niệm Phật để mình cho phước được mấy người trẻ. Đồng thời mình làm cái bóng dáng của người Phật tử tu hành. Thí dụ như mấy người trẻ mà ngó bài cụ niệm Phật cái nói rồi, bây giờ bác này hồi xưa nấu mình ăn nè, bây giờ mình nấu lại cho bác ăn. Và đồng thời mai mốt mình già mình cũng sẽ giống bác, mình lên đây mình ngồi mình niệm Phật. Chứ bây giờ nếu như mà người già mà không chịu đi chùa, mà ở nhà ngồi coi cải lương khóc miết, là vừa tốn nước mắt rồi tốn tốn giấy tí xu, rồi là không có làm được cái hình tướng cho Phật tử họ nhìn họ tu nữa. Cho nên quý cụ mà lớn tuổi á, cũng cứ đi chùa, trừ khi nào đi hết nổi thôi. Còn đi được cứ đi, ngồi ở đây cũng được, ngồi ở dưới, phải không? Miễn sao quý bác còn đi chùa. Cái hình bóng của người lớn tuổi nó làm cái hình ảnh đẹp cho người trẻ. Người trẻ nhìn người già tu nói trời ơi già đáng lý giờ này hưởng phước, còn vô đây chịu khó tu. Trẻ kiểu mình không tu uổng lắm. Rồi cái người trẻ mà đi chùa tu, cái mấy người già nhìn nó trời ơi nó trẻ mà nó chịu tu, mình già kiểu này chưa chịu tu uổng lắm. Cho nên người nào cũng quán được hết. Người già nhìn người trẻ quán, người trẻ nhìn người già quán. Cái đó là tư duy phước, phải không? Rồi mọi người đều tu và giữ gìn giới gọi là bình đẳng phước. Rồi mình bố thí đâu phải chỉ cơm áo gạo tiền, mà mình bố thí gì? Nụ cười, lời nói, phải không? Cái sự thân thiện của mình đều là sự bố thí đó. Quý vị đừng có lầm là bố thí là ở mặt tiền của nha. Bố thí có nhiều cách bố thí lắm. Mình khuyên người ta một lời,
mình an ủi người ta một chút đều là bố thí hết. Đều là bố thí hết. Thấy một người bạn đạo mới bước vô chùa, biết người đó mới đó, tới làm quen, nói chuyện, giới thiệu, làm cho người ta cảm nhận là người ta có một cái sự chào đón để người ta tiếp tục. Quý vị biết cái tâm trạng mà người mới tới mà bỡ ngỡ, ai dòm ngó, người đó dễ thối tâm lắm. Cho nên các vị nào mà ở lâu năm trong chùa, cố gắng thấy người mới tới phải tới chào hỏi, quan tâm giúp đỡ người ta, nhưng mà chừng mực thôi. Thí dụ như tối rồi cho người ta ngủ, đừng đeo nói chuyện hoài rồi người ta ngủ không được, cái nói kết thân kết riết cho ta phiền luôn, ta không gặp mình ta né, cái gì nó cũng chừng mực. Cho nên đó, mình không bỏ những người mới. Các vị đi chùa lâu năm đó, gọi là Bồ Tát bất thối. Còn các vị mới vô chùa gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Mà Bồ Tát sơ phát tâm là dễ lắm nha, dễ thối tâm lắm. Vì có thể người ta vô rồi thấy một hình ảnh không có thiện cảm. Ví dụ ta thấy một cái bà trong bếp lâu năm mà sao bà dữ quá, mình mới vô xin cái chén bà nạt, họ lấy chén làm gì. Ví dụ vậy đó, cái mình nản, mình không đi chùa nữa. Cho nên các vị mà ở lâu năm cẩn thận, mình càng lâu năm á thì mình phải càng có một cái nét đẹp của người lâu năm. Đồ cổ nó có cái đẹp của đồ cổ, nó có giá trị của đồ cổ. Những cái người mới tới gọi là sơ phát tâm. Ví dụ hôm nay có một số quý vị chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ nghe pháp, nhưng mà nhờ cái duyên nào đó quý vị đến, quý vị nghe pháp, quý vị đi chùa. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa quý vị nè, cái điều này nó không nhất thiết phải là Phật tử mới có thể thực hiện ba cái điều này. Bất cứ ai sống ở đời này, chúng ta đều có thể tạo phước ở mặt tư duy, ở mặt hành trì những cái giới luật, ở mặt giúp đỡ mọi người. Ba cái này Phật gọi là ba cái phước mà người trí nên nương vào đó mà sống. Ở cái mặt đời sống đối nhân xử thế, chúng ta nên bố thí. Ở cái mặt đối với bản thân khắc kỷ thì chúng ta giữ giới. Về nội tâm thì chúng ta phải tư duy thiện lành để nó sanh cái phước. Rồi bây giờ quý vị thấy, người mà thường có cái tư duy thiện lành thì lời nói thiện lành, hành động thiện lành, không cần nói giới mà tự khắc người đó giữ giới. Ví dụ người đó không bao giờ, người đó luôn luôn bình, không bao giờ cần phải phát nói, ôi tôi đừng ăn cắp gì, cái của không phải của mình, không nhận vậy thôi à. Thì có cần gì tuyên bố tôi giữ giới không? Mà vẫn giữ giới. Đi vô trong nhà vệ sinh, thấy cái đồng hồ của ai để đó, thậm chí mình nói để yên chỗ đó, để cho lát nữa người ta nhớ, người ta trở vô người ta lấy. Mình đem vô mình cất, với cái ý nghĩ là lát ai hỏi cái giả bộ nói tôi nhận, tôi cất giùm sợ mất. Còn nếu ai không lấy thì coi như cúng luôn, phải không? Thì bây giờ mình nghĩ đi. Cho nên có nhiều khi á, Pháp Hòa hay nói vậy nè, có nhiều khi mình nghĩ cái đó, cái lời, cái hên của mình mà mình không nghĩ đến người khác. Ví dụ bây giờ quý vị lát nữa bước xuống lầu cái lượm được cọc tiền, trời bữa nay đi chùa hên quá, nghĩ vậy đó. Nhưng mà cái người mà người ta mất cọc tiền, ta nói sao? Trời ơi, bữa nay đi chùa xui quá, đi chùa mà mất tiền. Thế quý vị thấy không? Thành thử ra ở đời này cái hên xui không có nói được. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ hãy mình được cái gì phần mình, cái mình kêu là hên. Vậy thì cái người mất cái phần đó người ta nói gì? Người ta xui, phải không? Mà chúng ta, nếu chúng ta quán niệm rằng cái mà mình nhặt được á, nó là hoạnh tài. Hoạnh tài là gì? Cái của bất đắc, cái của mà không phải của mình mà mình lượm được, cái của đó không nên xài hết. Thậm chí còn đem bố thí cho nó hết nữa, chứ đừng nên để, không nên. Vì cái đó là sao? Cái mình nhặt được là cái khổ đau của người đó. Người ta mất cọc tiền, người ta khổ, mà sao mình kêu hên? Mình chắc mình xài nổi cái tiền nước mắt đó không? Thành thử ra nhớ ở đời, cái gì mình có được cứ nghĩ là thôi cái đó cũng còn chút phước của mình. Bên cạnh đó khởi tâm hồi hướng, xin nguyện cho mọi người ai cũng được cái phước như con. Như vậy mình không giảm cái phước, mình bình đẳng ở cái chỗ là có nhưng mà vẫn hồi hướng. Ví dụ quý vị nghe pháp xong quý vị hồi hướng, tại sao? Vì mình cũng mong mọi người ai cũng có cơ hội được nghe những lời pháp giống như mình,
để người ta chuyển hóa đời sống của người ta. Cho nên mình xong rồi cái mình hồi hướng, nghe pháp xong cái hồi hướng. Thật sự ra cái hồi hướng này không biết mình ngồi đấy mình tư duy cái gì, mình làm gì, nhưng mà trước mắt mình thấy là mình được một cái cơ hội nghe lời của Phật, nghe những lời thánh thiện. Thì mình cũng mong mọi người cũng có cơ hội đó. Cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Hôm nay á, mình ngồi nghe pháp đây, cứ nghe riết, biết đâu chừng mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó mình thấm dần Phật pháp. Cái này là hồi nhân hướng quả, phải không? Mình nghe pháp có một chút à, mà mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Dạ đúng, tuy một chút, nhưng nếu ai cũng được một chút thì quả thật họ cũng được có một chút, còn không hơn không có gì hết. Cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Mình ngồi mình nghe nhớ biết nhớ được nhiều, nhưng mà vẫn hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu ai nhớ được một câu một lời, họ cũng được thiện nhân thiện quả. Đó là hồi tiểu hướng đại. Còn mình ngồi nghe pháp đây lâu ngày lâu tháng, mình cũng được thấm nhuần. Cái này hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại. Hồi tự hướng tha là mình ngồi nghe pháp đây là tự mình nghe, và mong mọi người cũng được như vậy, hồi tự hướng tha. Rồi sự đây là mình ngồi nghe, nhưng mà thấu đáo cái đạo lý đó là quan trọng. Cái đó gọi là hồi sự hướng ly. Bốn cái hồi hướng phải không? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng tha, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý. Được như vậy thì chúng ta là một người Phật tử bố thí. Bố thí trong khi mình nghe pháp đó, tụng một bài hồi hướng là bố thí, để cho mọi người cũng được như vậy. Cho quý vị thấy không, đi trên đường thấy một cây đinh lượm lên để người khác khỏi đạp là bố thí. Thấy một cái miệng chai lượm lên để người khác khỏi có bị thương là bố thí. Tất cả những việc làm của chúng ta đều là bố thí. Người tu bố thí pháp, người đời có khả năng hơn bố thí tài. Nhưng mà rồi mình bố thí tài mà mình khuyên được người ta trở về với con đường tu niệm thánh thiện là bố thí pháp. Vừa là bố thí pháp, vừa là bố thí tài. Mà ai là người có khả năng làm việc đó nhất? Cư sĩ Phật tử tại gia. Quý vị có đi làm, quý vị có tiền, rồi cho người ta tiền mà còn khuyên người ta lời thiện nữa, bố thí tài, bố thí pháp, phải không? Mà người ta có pháp rồi, người ta vượt hết những cái khổ đau phiền não trong cuộc sống. Đó là bố thí vô úy. Bố thí nó có ba cách đó: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi. Thì thôi, hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, người xưa có câu như thế này: tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Quý vị nhớ câu tùng thiện như đăng, tùng ác như băng là sao? Đi theo cái thiện khó như lên núi, đi theo cái ác dễ sụp đổ như ở một cái mé, ở một cái trũng. Đứng mé là té liền, phải không? Thì cuộc sống của mình, mình làm ác nó dễ sụp đổ như vậy đó. Còn làm thiện cũng như đi lên trên núi vậy, khó. Tại vì sao? Mình làm thiện chưa đủ tâm thiện nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình làm thiện mà nếu người ta không đáp thiện với mình, dễ thối tâm lắm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay nói, quý vị coi phim Tàu, quý vị nghe câu này: làm người tốt thiệt là khó. Nhớ không? Nhiều khi á, mình muốn giúp người ta mà rồi người ta cũng nghĩa là làm khó làm dễ mình, liếc làm cho mình bực. Như vậy thì quý vị thấy không? Nếu cái tâm mình chưa đủ thiện, mình không thắng được cái dở của người khác đối với mình đâu. Cho nên cái tâm mình phải thiện, phối hợp với hành động thiện thì vượt thắng được cái dở của người mình nói là cái ác. Thí dụ mình làm giúp cho người ta mà quay lên ta chửi mình, mà nếu như tâm mình không đủ thuần thiện, việc làm mình không đủ thuần thiện, không thể thắng được một lời nói ác của người đó. Cho nên muốn thắng được cái lời nói ác người đó, tâm thiện, hành động thiện. Thì người Phật tử hay nói chung là tất cả con người của chúng ta, hễ tâm mà phát đi tới hành động, tâm phối hợp với hành động lời nói, vượt được cái đó, chúng ta gọi là siêu chứ có gì đâu. Thôi chúc đại chúng có một đêm an lạc. Dạ, thưa đại chúng, là ngày mai Pháp Hòa sẽ có buổi nói chuyện 9:30 ở Thanh Nguyên.
tối mai thì sẽ trở lại là đây với quý vị ha. Thì để cho cái buổi tối ngày mai sinh hoạt được vui, thì mời đại chúng quý vị có những câu hỏi đó, quý vị có thể viết ra giấy rồi đem lên để vào cái chuông này ha. Thì tối ngày mai mình sẽ có một buổi sinh hoạt vấn đáp để trả lời những câu hỏi nào liên quan đến sự tu tập của mình trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy thì nó vừa vui mà nó vừa đáp ứng được những cái nhu cầu của đại chúng chọn. Dạ. Rồi. Bây giờ đồng này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: theo đạo Phật, thờ cúng ông bà, khi có người mất thì cúng thất cúng dỗ đầy đủ, vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thì cái câu hỏi này rất là hay, và muốn biết chính xác thì phải hỏi cái người đó. Có nhiều khi họ không cúng mà self service làm sao? Nhất là những người ở sống ở nước Mỹ, theo cái sống theo thói quen là self serve, phải không? Không có cần ai serve mình hết. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin xác định: thờ cúng ông bà không phải của đạo Phật. Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam, mình vẫn nhớ cái câu rằng nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này, cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông, làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật, hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm: mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa, và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị nhìn ra phía sân chùa Chân Không trưa chiều hôm nay, bên cái mé nhà bên kia, quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to đang ngồi đó không? Nhìn có nét, cái nét đó có giống Phật Việt Nam không? Không. Cái nét đó là Phật Tích Lan. Nhìn cái tượng đó là biết ông Phật này Phật Tích Lan. Còn Đức Quan Âm mà để phía sau thờ đó, nhìn biết của ai không? Việt Nam. Tại vì cái tướng của Đức Quan Âm đó thon thon, đẹp đẹp, thấy không? Thì quý vị thấy không? Đạo Phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp, cái văn hóa của đất nước đó. Đức Phật Thái Lan nhìn giống người Thái Lan, đội cái mão cao vậy nè, ngồi ốm nhôm. Đại người Thái Lan tay chân họ hay. Mà Phật Miên nhìn giống Phật Miên, Phật mỗi đất nước. Vậy thì đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu, mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó. Và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á, tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no mô Phật, ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng.
Nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình. Nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà đưa tay ra gấp, mình dám ngồi đó ông bà linh không? Hay là mình chạy mất? Nhờ mình còn ngồi mình khóc lóc, mình than vang là vì mình nói và ông cũng ngồi yên đó. Thế thôi. Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe. Ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm. Thì cái bữa đó đó, coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi, nó có ý thức, cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh á. Khéo hỏi, con biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói dạ con biết. Nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Pháp Hòa mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó, đó là lý do tại sao người Việt Nam thờ ông bà để cái hình. Con sanh ra lúc ông ngoại con mất, con không biết ông ngoại là ai. Nhưng nếu cất cái hình này đi, mãi mãi con không biết ông ngoại con. Và khi con có con cũng cháu của con vẫn không biết ông này là ông cố. Như vậy mình để cái hình lên, nó là cúng là thờ, nhưng mà thật sự để cho con cháu mình đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức, để nó biết đây là ông ngoại. Hết đời nó, cháu nó, con nó, đây là ông nào, nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình, là ông cố của mình. Như vậy mình thờ cái hình là một hình thức giữ gìn truyền thống dân tộc, cội nguồn ông bà để không bao giờ mất. Mà cái đó là một cái đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn mất. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật, không thờ ông bà, thì Phật cũng chẳng là sẽ buồn đó. Trời ơi, không có ông bà sao có mình, mà bây giờ để mình thờ ông đó. Thế thì trên có ông Phật, dưới có ông bà, nhà sau có ông Táo, ở trước có ông Thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp Hòa nói nè, đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Người Ấn Độ không có cúng cơm à. Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam rồi Trung Hoa lại có cúng cơm? Như vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết. Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Xin lỗi, mình ở đây nè, còn có một ngày lễ Thanksgiving, nghĩa là mình nhớ ơn. Rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn. Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn. Thì tại sao ơn bà mình không nhớ? Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín.
cúng hoài. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ cúng trái cây? Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhất chân nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Và đồng thời á, bình hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả. Đi chợ lựa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt. Nhưng mình lựa trái cây mình mua, mình ăn, mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? Nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tín, nói là mình mê tín. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa. Vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó vẫn ghi trong điện thoại để ngày đó hiện lên réo lên để nó đi mua bông? Không mua là giận, dỗ ông bà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Mình có ngày vía của Phật, mình có ngày dỗ ông bà, mình có ngày sinh nhật, mình có ngày lễ tình yêu, mình có ngày lễ tạ ơn, mình có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó. Lễ Vu Lan cũng không ngoài cái đó. Nếu không tổ chức chúng ta quên, còn hễ tổ chức thì nhắc ồ đây là mùa Vu Lan. Thấy ai đó cài hoa hồng, lễ Vu Lan. Thấy ai là thấy sen trong hồ nở, lễ Phật Đản. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Rồi câu thứ hai là nhân quả, phải không? Pháp Hòa nhớ đại khái vậy. Nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả, cái nhân đời trước giờ mình trả. Vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao? Cái câu hỏi ý, thí dụ người ta đánh mình đời này, biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình, phải không? Phải cái ý vậy không? Tất nhiên là thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặt quả đó. Nhưng mà thí dụ như đời trước mình đánh người ta, đời này á thì mình bị một cái gì mà cây đè cây ngã gì á thì là không ai có tội. Mà mình bị một người khác đánh lại mình thì cái người đánh kiếp này nè là họ có bị tội hay là họ thay nó có liên đới hết, không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. Ví dụ bây giờ cô nợ người ta, con gái cô không tới đòi được thì cũng bà con cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi. Chứ người dân nước lạ ta đòi cô sức mấy cô trả, mà cô còn chửi nữa. Cô nói ăn cơm hớt. Thì cô đừng có nghĩ rằng á, khi mình làm cái nhân này, cái quả. Cái ý của cô là thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu, mình đánh người ta thì đời này người ta đánh lại. Nhưng mà lỡ như cái người nào đó mình không phải trả thẳng cho người đó, mà ai kia ta làm với mình á, thì có phải là người ta tạo tội không? Không có liên hệ. Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó, cũng phải có liên đới gì đó nó mới dính vô đó. Còn nếu không á, là mình tự đời này mình với người kia đang tạo một cái nhân mới, chứ không phải là cái dính hay liên hệ gì hết. Cũng giống như là cô nợ nhà băng này thì cô trả nhà băng nọ, trừ khi nào cô mở thêm cái account, mở thêm cái visa thì cô có hai cái loan vậy thôi. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó, nói theo Phật Pháp là mình đã từng có duyên rồi đó. Chứ nếu không dễ gì gặp, phải không? Mà nếu không thì có gặp nó cũng không có hợp rơ. Không hợp rơ sao nghe được? Cho nên ta nói là sao? Nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó. Thấy không? Nghĩa là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà rượu, mình gặp được một người tri kỷ uống 1000 ly rượu vẫn thấy ít.
gọi là tử phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu, ngàn ly vẫn thấy ít. Còn ngược lại, nếu nói chuyện với nhau, nói chuyện mà không hợp với nhau rồi, nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nửa câu thôi đã quá nhiều rồi. Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi. Thôi mình dừng đây nha. Mỗi ngày chúng ta đều có cái tạo nghiệp. Nếu chúng ta có được một cái phước, một cái may mắn, nói theo Phật Pháp thì chúng ta nói có phước, còn nói theo ngoài đời thì nếu chúng ta may mắn thì chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết suy nghĩ những cái gì mà nó lành thiện. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ những điều không lành thiện. Cho nên Đức Phật gọi chúng ta là nếu không khéo, chúng ta chỉ tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp bất thiện. Còn nếu chúng ta khéo thì chúng ta tạo nghiệp thiện, mà Phật gọi là phước. Tại sao? Tại vì bất cứ cái nghiệp lành nào chúng ta làm nó đều có phước hết. Bất cứ một cái suy nghĩ nào chúng ta nghĩ mà nó lành, chúng ta đều có phước hết. Cái đó gọi Phật gọi là phước nghiệp. Quý vị thấy không? Nếu nhưng mà thí dụ bây giờ mình không biết tạo cái phước nghiệp, mà mình cứ suy nghĩ những cái điều không lành, thì người ta gọi là gì? Cái gì nghiệp? Ác nghiệp, hay là bất thiện nghiệp, hay là hắc nghiệp, mà trong kinh gọi là pháp đen với pháp trắng. Ví dụ Phật nói người này thường tu pháp đen, tức là họ luôn luôn sống bằng trong tất cả mọi cái hình tướng, tư duy, lời nói, việc làm, hoàn cảnh luôn luôn là đen. Phật gọi cái đó là cái pháp xấu. Cho nên á, đối với người Việt Nam, khi ông bà mình mất, mình để tang màu trắng. Tại sao? Bởi vì mình muốn chúc nguyện cho ông bà mình sạch nghiệp, nói theo hoặc là bạch nghiệp, cho nên là mình để tang trắng. Còn nếu mình để tang đen, đó là mình theo Tây Phương đó. Cho nên là ngày xưa ở Việt Nam, ta hay may miếng vải đỏ nhỏ xíu gắn áo, bên đen bên trắng. Hễ người ta mặc đồ trắng cái người ta cài miếng đen, người ta mặc đồ đen thì người ta cài miếng trắng. Thật sự quý vị không cần màu đen, màu trắng là đủ rồi. Bởi vì cái đó là tượng trưng cho cái tiêu, tượng trưng cho cái sạch nghiệp. Nhưng mà ngược lại á, bởi vì mình nghĩ mình không hiểu, cho nên rồi mình thấy cái gì trắng cái mình sợ, giống đám ma, phải không? Cho nên nó đám cưới không dám chưng hoa màu trắng, không dám mặc. Nhưng mà ngược lại Tây Phương thì sao? Trắng hết. Tại vì tượng trưng cho trinh nguyên, tinh khiết. Cho nên đừng sợ. Ngay cả cư sĩ thời Phật mặc đồ gì? Đồ trắng. Cho nên mình mới gọi là bạch y cư sĩ đó. Các vị đó đều đến với Phật, là quý vị đi đến chùa Lào, chùa Miên, quý vị để ý, các vị cư sĩ đều có một tấm vải trắng để trên người, đi vào là tròn cái tấm khăn trắng nó lên. Nếu quý vị nào mà qua Tích Lan, quý vị sẽ thấy Phật tử Tích Lan mặc toàn đồ trắng khi đi chùa. Ví dụ như tối hôm nay mà Phật tử Tích Lan mà nghe Pháp ha, là ngồi nguyên cái chùa này là đồ trắng hết. Nếu mà người nam, người nữ mặc xà rông trắng, áo sơ mi trắng, mặc đồ trắng hết. Trong nhà của người cư sĩ Tích Lan lúc nào cũng có vài tấm ra trắng để dành đó. Hễ chư tăng mà đến là họ lấy tấm vải ra đó, họ trải trên cái ghế, rồi chư tăng ngồi trên cái ghế mà họ đã trải sẵn tấm ra. Tại vì họ quan niệm cái ghế mình ngồi, thấy không? Cái ghế mình ngồi là cái nó bị ô nhiễm. Khi nào chư tăng đến thì mình phải trải cái ghế, trải trên cái tấm ra trên cái ghế đó để chư tăng ngồi. Pháp Hòa qua bên Tích Lan đi 10 ngày với những Phật tử người Tích Lan, thì ngay cái anh dẫn đoàn người Tích Lan đó, trong túi anh lúc nào cũng có tấm ra trải màu trắng. Chuẩn bị đi vô quán nào ăn là anh vô trước 2 phút, 3 phút. Ảnh tới cái bàn chuẩn bị sẵn, ảnh trải tấm ra trắng lên trên những chiếc ghế mà quý thầy sẽ đến đó ngồi. Thì khi mình bước vào cái chỗ, cái phòng ăn trong một cái nhà hàng đó, ví dụ vậy, mà mình thấy có một cái bàn trải sẵn những tấm ra trắng, thì mình biết đó là cái bàn dành cho chư tăng. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị có một cái tư duy, có một cái suy nghĩ cho nó chín chắn, không hề sợ màu trắng.
Đừng có sợ là tại vì mình cứ nghĩ, cái tất cả do cái suy nghĩ của mình. Thí dụ mình nghĩ màu trắng là trong sạch, là tinh khiết. Chứ tại sao mình nghĩ là màu trắng là tan? Bởi vì mình có thấy từ nhỏ thấy người ta để tan cái màu trắng. Cái từ đó về sau trong đầu mình nó dính một cái quan niệm, hay cái gì màu trắng là tan tóc. Không đúng. Cái này là một cái tư duy lệch lạc. Mà tư duy lệch lạc thì cái gì kiến à? Pháp Hòa thường nói hoài đó, tà kiến. Có nhiều Phật tử có cái máy niệm Phật, tùy theo quý vị đó cái ấn tượng. Ở đây có cái máy niệm Phật nhỏ nhỏ niệm sẵn, thì có nhiều cái đám tang cho ta mở thầy trí thoát niệm. Ai mà đi đám tang mà một lần mà nghe trong đó rồi là về từ đó về sau tắt cái máy đó, không dám niệm nữa. Hỏi sao vậy, nghe giống đám tang quá. Rồi nếu như người nào mà vô trong một cái đám tang, người Việt hay người Hoa không biết, nhưng mà họ mở sẵn cái máy Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà không dám mở cái máy đó nữa. Tại vì sao? Tại vì ấn tượng rồi. Cái máy đó mở trong những cái nhà hoàng. Thật ra quý vị thấy không? Tất cả đều do mình. Hồi trưa này có một Phật tử chở qua đi ngang một cái núi. Cái núi rất là dài sâu. Vậy mà người ta làm sao mà cái núi đó giờ thành nguyên một con đường để đi. Thì ông mới nói trời, sức con người khủng khiếp thiệt. Đây là một cái trái núi tròn dài mà họ đục đẽo làm sao mà giờ thành nguyên một cái chỗ. Pháp Hòa mới nói đâu phải chỉ núi không đâu. Quý vị nghĩ cả cái trái đất này, từ một cái vật nhỏ như một hạt cát, lớn như chiếc máy bay, nhà lầu, đủ thứ, cũng do sức ai? Sức con người. Mà tại sao con người làm được? Tại vì con người có cái tư duy, có cái phát minh, có cái suy nghĩ. Thấy không? Cho nên bất cứ cái gì nó cũng đều có một cái gọi là kiến thức. Nghĩa là kiến thức là gì? Cái ý kiến của con người mà. Quý vị như quý vị nhìn như cái bình hoa này đây, có phải là có một cái kiến thức của con người trong này không? Thì cái tư duy của họ muốn bình hoa này như thế nào thì họ sẽ cắt xén, cắm gọt, nghiêng thẳng như thế nào để nó ra cái dáng như vậy. Cái chùa này muốn như thế nào cũng do mình sắp xếp, mình làm ra được. Như vậy, nếu chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta lành, từ gì mà ra? Từ cái suy nghĩ lành thiện của mình. Mà nếu mình được suy nghĩ lành thiện, cái đó gọi là phước nghiệp về tư duy. Tại làm sao người ta làm việc đó, bao nhiêu người thấy tốt mà con mình thấy trật? Cái đó của mình cũng phải suy xét lại, coi coi cái suy nghĩ của mình nó có đúng không. Tại vì có nhiều khi mình dùng cái gì, mình dùng cái thành kiến cố chấp của mình để nhìn một vấn đề mà nó không thấu đáo. Mà mình nhìn một vấn đề không thấu đáo thì mình chấp trước vào đó, rồi mình phê phán, lên án, vân vân. Mà tại sao những người khác ngược lại? Nếu mình cho cái điều đó là đúng, mà tại sao những người khác họ thấy sai? Mà con mình thấy đúng à? Thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì cái tư duy của mình chưa chắc nó đã là đúng. Quý vị thấy, quý vị thường hay thích những câu châm ngôn ca dao, vì nó luôn luôn nó mang cái tính chất nhắc nhở, phải không? Cái đó đâu phải bình thường. Cũng do một người tư duy mới có thể có được câu đó. Pháp Hòa ví dụ một câu: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó là câu quý vị thường nghe gì? Nhưng mà câu kế có ai nghe không? Ít lắm. Cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Nếu một người mà ta nói được như vậy, đâu phải bình thường. Ta cũng phải tư duy. Như vậy thì cái người đó thay vì cái thời gian rảnh rỗi họ để cho cuốn trôi, thì họ lại ngồi tư duy. Mà tư duy đó là gì? Đó là thiền. Mình nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ à? Thiền trong khắp nơi, khắp chốn, bất cứ chỗ nào. Ví dụ như làm cái việc đó mà sai, nó trời ơi kỳ này chắc chết anh ơi. Nói anh đừng có lo, thế nào cũng chết chắc. Anh đừng có sợ chi nha. Cái chuyện mà chắc chết là bảo đảm, nhưng mà bảo đảm hơn là chết chắc. Chết là chắc.
Cho nên khỏi cần lo chắc chết. Đâu phải tự nhiên người ta nói được. Có phải có cái tư duy. Thì có một em đó, nó ngồi nói chuyện với bạn hồi, cái biết nói gì đó, cái tự nhiên mà mới nói thầy giờ thầy khỏe lắm, thầy ít có đòi gì lắm, nhưng mà ai hỏi thì mới yes. Thường thường con người ở đời sống, một là có nhiều người là hai thứ luôn đòi hỏi. Mà người nào sống với mình mà đòi hỏi nhiều mình mệt, phải không? Thôi bây giờ đi tới đâu đừng đòi gì hết. Ai tới hỏi thì ok. Mình đòi tất mệt. Mình đòi người ta phiền. Cho quý vị thấy những câu ca dao, ngay cả những câu ca dao, nó đều có những cái ẩn ý trong đó. Và có đôi khi một câu đó nó làm cho mình thức tỉnh nhắc nhở. Đâu phải bình thường mà người ta có thể thốt ra những câu đó. Ví dụ người ta nói, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái nhiều khi mình nghĩ trong đời mình, ví dụ như bây giờ mình, ví dụ như bây giờ mình có một nỗi buồn, mình nghĩ là mình buồn nhất rồi đó, mình buồn nhất rồi đó. Nhưng mà người khác người ta cũng nhất, ai cũng nhất hết đó. Nhưng mà cuối cùng rồi mình nói, trời ơi, so với cái vũ trụ sơn hà này, cái nỗi buồn mình chẳng là gì hết. Có nhiều khi hỏi tại sao chị buồn, chị coi đó, nguyên bàn ăn ai nó cũng mời, nó mời tôi. Trời ơi, con vậy thôi cũng buồn nữa. Rồi hỏi rốt cuộc chị có ăn không, ngu gì không ăn. Nếu mà vậy thì tự mình ăn thì khỏi mời. Đơn giản vậy thôi. Cuộc sống nhiều khi nó rất đơn giản, mình chẳng hề đơn giản. Nói chung là nguyên một bàn ngồi ăn. Bây giờ nếu người ta theo thống, theo cái bình đẳng là mọi người sẽ được ăn, bây giờ ai người ta cũng mời, chỉ trừ mình ta không mời, thì mình tự ăn. Có sao đâu, miễn là trên bàn nó đã có rồi mình cũng được mời. Mà nhiều khi người ta mời mình còn đỡ người ta lời mời nữa. Cho nên á, cuộc sống đôi khi ví dụ như người ta mời mình ăn thì mình cứ ăn đi, đừng đóng kịch, đừng làm màu vậy. Đã thôi tôi nói rồi. Hờn rồi đó. Hờn mà ta kêu hờn mát mà chẳng thấy mát chút nào hết chứ. Thôi không mời mà ăn gì. Nó nghe nó hơi ấm ấm rồi đó. Mà tới hồi đứng dậy mà bỏ về kêu nóng rồi đó. Thế mà kêu là hờn mát là sao? Mát là không hề hờn. Đã mát thì không hờn, mà hờn thì không nên mát. Cho nên á, người ta mời mình ăn thì bây giờ người ta nấu ra mời mình ăn, nhưng mình phải, mình là người được mời ăn thì phải ăn sao cho vừa chừng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta cho nhưng mà đâu có nghĩa là mình được hốt hết. Cuộc đời nó đơn giản vậy hả? Ví dụ như người ta tặng, ta đem một cái rổ đem ra ta tặng mình, ta nói dạ này kính biếu. Biếu mà phải kính nữa nghe. Nhưng mà người ta kính biếu thì mình có lấy cũng chừa người khác. Cuộc sống nó đơn giản vậy thôi à. Mà nếu mình lấy vừa chừng, mình lấy một cái rồi mình đi, mình lại người khác vô lấy, không hề ai ngó lại coi bà kia kìa, cái ông kia kìa. Nhưng nếu mình hốt quá thì mình vừa đi ta nói sao à. Nếu mà người ta biết mình dân nhà chùa, ta nói tu mà còn tham. Cho quý vị nhớ nha, hễ ai mà đi chùa rồi là có cái nhãn hết á, cái nhãn chùa đó. Cho nên mà hễ nhúc nhích gì cái ta lấy chữ chùa ra ta dán trước, không tu mà còn sân, tu mà còn tham, tu mà còn dữ. Tại ta một lần mà ta thấy mình vô chùa mặc cáo tràng rồi là coi như mình đóng hiệu rồi đó, đóng nhãn rồi đó, là người ta luôn luôn xác quyết cho mình là người tu. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy, mỗi ngày không có cái gì mà chúng ta làm mà vượt ngoài cái tư duy hết. Không có tư duy sao làm, phải không? Cho nên đó, trong nhà Phật xài chữ thiền. Thiền là gì? Nói cho đủ là thiền na. Trung Hoa dịch là tư tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ có vắng lặng, có tịnh thì tự nhiên nó yên. Ví dụ như có một người á, người ta nghĩ như thế này: mình lo thắng người thì tâm loạn, lo thắng mình thì yên. Quý vị suy nghĩ câu đó có đúng không?
Nếu mình luôn luôn muốn thắng người, tâm mình sao yên được, lo lắng suy nghĩ làm sao. Nhưng nếu mình chỉ lo thắng mình thì yên. Tại sao? Cái gì nó đến mình thắng lại. Thí dụ cái lời nói mình sắp sửa phát ra từ tư duy thắng lại. Chữ thắng có hai nghĩa: dừng lại. Và khi mình dừng lại không nói năng là mình thắng được cái giận của mình, cái tức của mình. Yên không? Thứ nhất, tâm yên. Thứ hai, thần yên. Bởi vì mình nói lại thì mình chọc chúng ghét. Mà chúng ghét thì thế nào cũng có lời qua tiếng lại, nói xấu nói tốt về mình. Cho nên mình muốn yên thì phải tự thắng mình. Còn mình cứ lo thắng người thì sẽ nổi loạn. Loạn từ tư duy, loạn từ đời sống. Bởi vì sao? Bởi chúng ta luôn luôn không có yên tĩnh. Cho nên người mà có được cái suy nghĩ lành thiện thường xuyên, đó là cái phước. Có một thầy dạy một người đệ tử như thế này. Người đệ tử cứ lên phiền hà người này, phiền hà người kia. Thì ông thầy mới nói, tại sao người ta cũng có những cái tốt, hay là người ta sống sao mà con thiếu phước đến mức độ con không thấy cái tốt của người, mà con chỉ thấy cái xấu của người không vậy? Cho nên mình sống mà mình thấy toàn cái xấu của người đó, khoan nói nha, cái đó mình phải trở lại với chính mình. Mình nghĩ tại làm sao mà mình sống hình như riết rồi mình thấy thiên hạ xung quanh mình ai cũng xấu hết trơn vậy. Cái đó là mình phải suy nghĩ lại. Vậy thì lâu nay mình tụng kinh rất là nhiều, mà kinh đâu có dạy mình mấy cái đó, phải không? Kinh dạy mình sao? Tập nhìn, tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sanh tử trần lao, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Rồi trong những cái bài sám chúng ta tụng đó, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, nguyện thấy được nỗi khổ của mọi loài, vân vân. Vậy thì những cái nhìn, cái thấy đó là đều từ những cái tư duy. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý vậy nè, mình thấy một cái người nghèo đi ngang, mình biết đó, đời cách đây 2 năm họ giàu lắm, nhưng mà lúc họ giàu họ hách lắm. Bây giờ sa cơ thất thế nghèo. Nhưng mà thường mà mình thấy mấy người vậy đi ngang cái mình nói sao đáng đời. Ít khi nào mình khởi một cái tâm thương, tội nghiệp cũng một thời oanh liệt, nhưng mà lúc này hết oanh còn liệt. Mình thấy một cái người mà hung dữ xấu ác, bây giờ họ xuống cấp một cái mình nói là sao? Đáng đời. Thường thường mình hãy sống theo cái tập nghiệp đó. Thưa đại chúng, cái đó không có gì xấu hết đó. Nhưng mà quý vị biết không, cái đó là một loại nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp là gì? Những gì chúng ta làm thành một thói quen, nó đều là nghiệp. Như vậy thì nếu chúng ta thường suy nghĩ cái lành thiện, Đức Phật gọi là tư duy phước nghiệp. Cái nghiệp mà cái nghiệp này mà nó tạo ra phước. Có những cái nghiệp nó tạo ra nghiệp. Quý vị thấy nghiệp tạo ra nghiệp không? Mình đã có cái tật bà tám rồi. Thích nghe chuyện người này người kia là một loại nghiệp rồi đó. Nghe xong rồi đi nói nữa, hai nghiệp. Nghiệp nghe là chuyện dở hay của người, rồi nghiệp nói, phải không? Thành ra nghiệp tạo ra nghiệp. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh nó có những cái, lấy cái nghiệp, mình có những cái nghiệp cũ, nhưng mình cũng có những cái nghiệp mới. Nghiệp cũ là gì? Tức là những gì chúng ta thọ nhận trong đời này từ cái nhân của quá khứ. Rồi nếu chúng ta không khéo, chúng ta tiếp tục dụng cái đó tạo nghiệp nữa, thì quả thật chúng ta chồng nghiệp hoài. Mà tại sao chúng ta cũng sám hối hoài mà chúng ta không hết? Bởi vì chúng ta mới sám hối cái gì? Trong bốn cách sám hối chúng ta mới làm được có một cái à, là tác pháp sám hối thôi. Chúng ta chưa có thành tâm sám hối, hay là chúng ta chưa có tự tánh sám hối.
Thí dụ ngày mai đây quý vị lên đây tụng thời sám hối, tờ Nam Mô quá khứ tỳ bà thí Phật là bon lại đó, mấy cái đó là cũng được, nhưng mà mình mới có cái gì tác pháp sám hối thôi, làm một cái lễ sám hối thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy gì trong quá khứ tỳ bà thí, chúng ta thấy gì trong a xúc Phật, hay là chúng ta nhận ra được cái gì trong sự tu tập từ danh hiệu của các Phật. Nếu chúng ta lại mỗi danh Phật mà chúng ta nhận được cái pháp tu của từng Phật đó, hay là cái nghĩa của từng danh hiệu Phật mà chúng ta tu nữa đó, thì tuyệt vời. Thì cái đó là gì? Vừa tác pháp mà vừa thủ tướng, mà vừa bình đẳng, mà vừa chí tâm sám hối. Hay lắm. Cho nên quý vị nhớ, đừng cái lễ chúng ta vẫn làm, đó là hình thức, nhưng mà chúng ta không quên để cái nội dung vào đó. Cho nên Pháp Hòa cũng mong tất cả Phật tử, chúng ta phải có một cái phước về tư duy, để chúng ta thấy tất cả những gì người khác làm, nếu chúng ta không đồng tình thì chúng ta cứ im lặng để người ta làm. Tại vì không khéo chúng ta mất cái phước về tư duy, bởi vì chúng ta chưa có biết vị đó đang làm gì. Quý vị có nhớ câu mà người xưa thường nhắc chúng ta không? Chúng ta thường hay lấy cái tâm phàm phu mà đem trắc nghiệm cái trí của bậc thánh thì không nên. Vì vậy mà một trong những cái phước mà chúng ta có được là tư duy phước nghiệp. Giờ thử coi mình có không? Phải có chứ sao không? Có điều là ít hay nhiều, thường xuyên hay lâu lâu nó chồi được một chút. Chứ vậy thì bây giờ nếu như mỗi ngày mình tập cho nó nhiều một chút, thấy cái gì cũng nghĩ thiện, nghĩ lành. Bây giờ quý vị muốn tập được vậy không? Muốn tập được vậy quý vị học mấy bài kệ đi. Quý vị học mấy bài kệ để mình phước nghiệp tư duy. Pháp Hòa ví dụ ha, cái người mình là cái người thỉnh chuông, mình là người thỉnh chuông, cái mình cầm cái dùi chuông lên cái mình đọc: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe, những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Trước khi mình thỉnh chuông mình đọc bài đó, đó là phước nghiệp của tư duy. Rồi mình là người nghe chuông, nghe tiếng chuông nói vẫn nói không mất phước. Giờ nghe tiếng chuông cái mình dừng lại, hít thở vô thở ra, hoặc mình đọc liền bài kệ: lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là ngược lại đọc bài khác: nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Cuộc đời này có những người người ta thống khổ, mà chỉ cần chúng ta nghe được những niềm đau nỗi khổ của người đó thì mình sẽ hiểu rõ tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Người thỉnh chuông cũng có bài kệ, người nghe chuông cũng có bài kệ. Rồi bây giờ cái mình đi vô, mình thức dậy, ngủ dậy mới mở mắt ra đọc liền bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười: 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình thức dậy đọc bài đó rồi phải không? Rồi ngồi dậy, sửa soạn thả cái chân xuống giường. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Tức là mình nói với ai? Nói với loài côn trùng dưới chân mình đó. Nếu dưới chân lỡ đạp, nếu mà lỡ tôi đi tôi đạp quý vị, xin nguyện quý vị sớm được siêu sinh, khởi cái tâm thiện. Rồi đi ra ngoài kiếm đôi dép mang, có đôi dép liền, tụng bài kệ đôi dép, kệ mang dép, phải không? Thì nói như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật á, hay là chư tổ á, luôn luôn dạy chúng ta
nói cái câu tổng quát rồi dạy chúng ta chi tiết. Quý vị thường nghe đạo Phật là tu tâm, mà tâm tịnh á thì tướng an tướng đẹp, cho nên cái người mà cái thân tướng người ta nhìn đoan nghiêm á là tại vì cái tâm họ an, cái tư duy họ đoan chánh. Cái người mà sống, ví dụ bây Pháp Hòa ví dụ ha, mình tới nhà bây giờ cái tâm người đó là thích tới nhà người ta quan sát, có nhiều khi không phải để ăn cắp nhưng mà để bình luận nhà này giàu nghèo sao. Cái là mình vô đó bắt đầu mình nhìn, mà cặp mắt nhìn không phải bình thường, có nhiều khi mình ngồi đây mà mình liếc tới liếc lui vậy. Thường thường á, cái tướng của người ta nó biểu lộ cái tâm à. Cái người mà mấy ông đóng cái vai nịnh ở trong mấy cái tuồng hát đó, cái người nịnh nó phải biểu lộ ra tướng nịnh. Một là nó có chùm râu râu đây không, hay là nó cầm cái quạt. Ba là tướng nó khom khom nói chuyện người này mà nó ngó người kia, thí dụ vậy. Những cái tướng nó biểu lộ người này gian. Nên nhiều khi trong phim họ không có nói người này là gì, nhưng mà ngay cái tướng đó, nó biểu lộ từ đầu rồi. Cho nên đó, quý vị thường hay nói đạo Phật là tu tâm. Đúng như vậy. Tại vì sao? Tại vì nếu tâm là cái nguồn cội, mà tâm không có vững, tâm không yên thì mọi thứ nó loạn theo. Quý vị để ý rồi quý vị sẽ thấy. Hễ khi nào mình ở gia đình của mình á, chồng tâm cũng an, vợ tâm cũng an, thì tự nhiên con cái nó an tâm theo. Tại vì sao? Nó yên tâm là ba mẹ lúc nào ít có khi nào gây gỗ, la hét lớn tiếng. Tại sao? Vì mẹ biết tư duy khi mẹ giận. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Cái người chồng hiểu điều đó, người vợ cũng hiểu điều đó. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Mà nếu ai cũng tư duy được điều đó thì tự nhiên cái nhà nó yên. Từ đâu mà ra? Từ cái tư duy đó, từ cái suy nghĩ đó. Mà được như vậy là cái phước đó, chứ không phải bình thường. Cho nên gọi là phước nghiệp. Có những người tạo nghiệp nhưng mà ác nghiệp, bất thiện nghiệp, hắc nghiệp. Còn chúng ta, nếu chúng ta muốn có phước không? Phước ngay dưới chân. Phước ngay dưới chân. Một cái tư duy của mình cũng đều là cái phước. Ví dụ như á, một cái người kia họ làm gì đó sai, người kia lại kể mình nghe, mình chưa biết. Thôi chị, không sao, chắc bữa nay nó buồn gì đó, hay nó thôi nít mà chị giận nó làm chi. Đáng con cháu mình mà anh bỏ qua đi. Mình khuyên cái người đó một câu. Nhưng mà có khi mình nói ngược lại, rồi sao, anh để yên cho nó hả? Trời ơi, gặp tôi là nó chết. Nhỏ mà hổn, gặp tôi tán vào tay. Thí dụ mình nói những cái lời đó. Thì trong kinh Phật, quý vị biết kinh gọi là gì không? Khi mình giận mà người ta nói tưới theo cái giận của mình, à, cái đó là cái người, đó là cái người mà làm cho mình tăng trưởng cái thuận, thuận theo cái giận của mình. Đấy không? Nhưng mà gì nữa, làm cho cái giận mình nó nghịch, cái đó là nghịch duyên. Và cái đó cũng gọi là đẳng duyên. Đẳng là làm liên tục, không có gián đoạn. Còn cái người mình đang giận mà nói ngược lại, cái đó nghịch với cái giận của mình. Nhưng mà sau khi mình yên rồi là thuận. Người ta đang giận, mình tưới theo cái giận người ta là thuận cái giận người ta quá rồi. Cái đó là thuận duyên. Nhưng mà họ nghe xong rồi họ tức hơn nữa. Họ tức hơn nữa thì sao? Làm cho cái duyên giận họ tăng trưởng. Cho nên mình nói thuận theo cái giận người ta, nhưng cuối cùng lại là nghịch đó. Tại vì mình không làm cho người ta được cái an tịnh. Còn khi người ta giận mình nói cái nghịch, nhưng mà sau đó nó thuận đó. Cho nên cái người mà có được cái phước nghiệp thì đời sống mình an hơn. Và quý vị thấy không? Rồi riết rồi á, lâu ngày á, mình thành ra một cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp phước. Tại mình luôn luôn suy nghĩ. Mà quý vị thấy những người mà người ta có cái tư duy, người ta hay nói những câu nói nghe nó hay lắm. Cái người mà thiếu tư duy, người ta nói mình nghe không nổi.
Nghe xong rồi mình thấy trời ơi mất duyên đâu mất hết trơn. Còn người mà ta nói mình nghe nó thấm, cái người đó thường có cái tư duy. Ví dụ như trong một cái ông đó, ông nói thấy người hay nên bắt chước mà làm, thấy người dở nên y như vậy mà tránh. Ta cái người ta dở quá trời, ta dở mình đâu có dở, đừng làm điều đó. Mình thấy người hay mình nên làm vậy. Cho cái người mà người ta, quý vị thấy châm ngôn, những câu châm ngôn, à, những cái lời hay, những cái danh ngôn đều từ những cái người sống mà có tư duy hết. À, hòa thượng làng Mai có những cái danh ngôn, những cái câu nói rất là hay, rồi bây giờ người ta viết ra thành những cái thư pháp, rồi người ta treo xung quanh nhà. Quý vị cũng nên có những câu đó. Mình treo những cái câu đó làm chi biết không? Để giúp cho mình tiêu tan những cái phiền não, những cái lúc mình mệt mỏi, mình buồn khổ. Ví dụ như một cái câu đã biết vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết là cái gì cũng vô thường mà tại sao phiền não. Người này cũng vô thường, lời nói cũng vô thường, chính mình cũng vô thường thì có gì phiền não. Thí dụ vậy đó, rất nhiều những câu rất là hay. À, rồi cái thứ hai là gì? Đó là cái bình đẳng, bình đẳng, cái phước, phước bình đẳng. Bình đẳng là sao? Nghĩa là chúng ta sống, chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái điều hành thiện để nó bình đẳng trong cuộc sống. Ví dụ vậy nè, một cái con kiến nó đang bò, cái đứa nhỏ nó thấy bò bò cái nó rượt theo nó đạp chết. Thì đối với mình là mình thấy con trai mình nói vậy cái mình hay khen lắm, giỏi quá con, giỏi quá kì kì, còn con nữa, còn con đạp nó đi. Mình hay thường thường trong cuộc sống đôi khi mình không có, mình thiếu cái, mình không có suy nghĩ chuyện đó, mình cứ thấy mấy đứa nít nó làm mấy cái đó cái là mình khen. À, thậm chí mà nó mà nói những cái câu mà lúc mà nó nhỏ nó nói những câu hay nó hành động nó cung tay nó đánh người đồ, mình khen nó chứ lắm. Hoặc là đôi khi á, Pháp Hòa ví dụ nè, nó đi ngang nó đụng cái bàn thì cái thói quen của mình là gì? Ôm nó, trời ơi con bị đau quá con, để mẹ đánh cái bàn nghe. Cái mình lỡ đánh cái hư này, cái bàn này hư này, làm con mẹ đau. Đâu có gì phải không? Nhưng bây giờ quý vị làm ngược một chút thôi. Xin lỗi cái bàn, tôi lỡ tôi đụng cái bàn, tôi đau, bàn cũng đau. Mình phải dạy nó ngay từ đầu là khi nó đụng người nó đau, nhưng mà đâu phải lỗi nó đâu phải lỗi cái bàn đâu. Cái bàn nằm sờ sờ đó tại nó sơ ý, nó đi nó đụng. Ngay cả người lớn mình cũng vậy. Cái bàn người ta để đó mình đi 10 năm nay không sao hết, bỗng một ngày kia mình đi mình đụng mình đá cái bàn cái bóp. Ai để cái bàn vô duyên, mà trong khi đó cái bàn nó có duyên suốt 10 năm nay. Quý vị để ý thỉnh thoảng những cái lúc mà mình sống bằng kiểu như vậy đó, hãy dừng lại. Hãy dừng lại và mình thấy rằng ồ như vậy là hôm nay mình tu cái gì? Hôm nay mình tu cái gì? Ai đụng mình là mình đánh à? Là mình đổ lỗi cho người à? Mà mình không thấy trong mình cũng có lỗi. Vậy thì cái bình đẳng ở cái chỗ là đâu phải cái bàn nó sai, hay là người để cái bàn sai. Bây giờ người ta để đó vì cái nhu cầu người ta để, mình do mình sơ ý mình mới đụng. Nhưng mà thường là mình đụng cái là mình trách, trách cái người để cái bàn vô duyên. Biết bao nhiêu chỗ để cái bàn kỳ cục, mà trong khi đó mình cục kỳ, kỳ ra cả cục mà mình không hay. Thưa đại chúng, cái tu nó không có cái gì mà cao xa mà nó khó tu đâu. Nó đơn giản hàng ngày. Cái quan trọng là chúng ta chỉ cần có cái tư duy. Phật gọi là thiền. Thiền không phải là bồ đoàn tổ cũ xoay mặt vô vách bao nhiêu giờ đồng hồ. Thiền là có khả năng thấy từng vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống. Pháp Hòa định nghĩa vậy cho đơn giản cho đại chúng. Thiền là người có khả năng, người tu thiền là người có khả năng thấy từng việc như vậy trong cuộc sống của mình. Cho quý vị thấy Phật dạy nè, đừng làm các điều ác. Ai nhớ câu kế? Nên làm các việc lành. Rồi cuối cùng là gì? Giữ tâm ý trong sạch. Đạo Phật có 3 câu à. Đạo đức nhà Phật có 3 câu à. Nhưng mà nói không cùng không tận à.
Bây giờ cái câu đầu ta nói đừng làm các việc ác, thì người ta đặt câu hỏi lại sao gọi là đừng làm các việc ác, anh nói tôi nghe coi. Cái này tôi cũng không biết ạ. Tôi nghe đọc cái câu này thường xuyên. Thật ra cái câu đơn giản là đừng làm các việc ác. Thế thì giờ chúng ta làm gì để thể hiện cái tâm đừng làm các việc ác? Giữ giới. Cho nên Phật tử mình đi thọ năm giới đó. Tại sao mình phải thọ giới? Bởi vì thứ nhất, mình không muốn sát hại ai. Ai cũng ham sống sợ chết. Quý vị đánh con chó nó biết đau không? Nó hiểu được cảm giác là mình ghét nó không? Nó có con nó thương con nó không? Đời sống một con chó giống y hệt đời sống con người, phải không? Nhưng mà xin lỗi đại chúng, nhiều khi á, nói cho cùng, ví dụ con gà, con vịt á, nó chết người ta còn ăn được. Con người chết ai dám ăn? Đó. Trong các loài động vật, chó, mèo, gà, vịt vân vân, trong đó có một con gọi là con người. Mà cái con người sống rắc rối khủng hoảng, nội cái ăn thôi không biết nhiêu món mà nói, không biết bao nhiêu rắc rối mà nói, chưa nói tới cái mặt, chưa nói tới cái mà gọi là ăn mặc ngủ là ba cái trong đời sống, rồi chưa nói tới những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày, mà hễ rớ vô gì là sao rắc rối cái đó. Quý vị không tin, quý vị khám phá rồi. Có nhiều khi Pháp Hòa ngồi trong chánh điện, ổng có ngồi thiền gì, Pháp Hòa ngồi yên trên chánh điện, rồi Pháp Hòa suy nghĩ về mỗi cái cuộc sống của con người, Pháp Hòa thấy trời ơi, nhìn từ cái tóc xuống tới cái chân không có chỗ nào không gây rắc rối. Nè, nổi cái tóc nè. Hễ làm thầy chùa là phải cạo. Cạo phải cạo cho sạch. Cạo cho sạch. Rồi hễ mà lên chánh điện ta nhìn bóng loáng, người ta xuống hỏi thầy có sức thuốc không. Tại sao? Tại vì người đời người ta quen rồi, tóc người ta phải có sức thuốc. Cho nên ta nghĩ ông thầy cũng phải sức thuốc, đầu nó mới bóng. Nội một cái tóc thôi quý vị tốn tiền không? Đừng có nói gì hết, đơn giản nhất là hớt tóc thôi cũng tốn, chứ chưa nói là nhuộm nha, chưa nói là uống nha, chưa nói là làm những cái thứ khác nha. Rồi tốn. Rồi xích xuống chút coi, chỗ này tốn không? Tốn. Xích xuống chút nữa coi, tốn. À, bây giờ nó có bán mấy cái loại mà làm cho con mắt bớt nhăn. Rồi trên này rồi xuống đây, xuống đây, xích xuống chút này coi có không, cái này còn dữ dội nữa. Trời ơi, tối mà vẫn chưa tha, mà ban ngày trét, ban đêm rửa, rửa xong rồi chưa nữa có cái gì nó ụp lên cái nữa. À, rắc rối không? Hồi ở Việt Nam mà nghèo nhất xứ đắp dưa leo, thời đó đâu có tiền đâu, ai mà biết kem gì với kem gì đâu, cứ trái dưa leo làm tới. Mà không có dưa leo thì là cái gì? Ai biết? À, trứng gà sang à. Không có dưa leo thì cà chua. Rồi xích xuống đây, xích xuống đây một chút coi. Ờ, đó này. Ôi chà, hồi xưa là đỏ mới đẹp nha, bây giờ bầm tím nó mới đẹp. Rồi xích vô chút nữa coi. Có ai sống ở Việt Nam mà cái xứ nghèo chưa? Hồi nhỏ mà nghèo không có tiền mua bằng chải đánh răng á. Nè, nè, nè. À, sáng ngủ dậy là chỉ cần đưa cái này vô chọc chọc. Có ai làm cái này chưa? Có ai làm cái này chưa? Nhất Dương chỉ. Hồi lúc nhà ở Việt Nam mà lúc mình nghèo đó, làm gì có bằng chải đánh răng? Làm gì biết cái kem đánh răng là gì? Nghĩa là giỏi lắm là miếng muối, còn khá chút nữa là than đá, nghiền nó ra, nghiền nát nó ra rồi chà. Pháp Hòa là có một thời gian vậy. Rồi kế đến là quý vị thấy xích xuống. Rồi bây giờ quý vị cứ quán từ ở trên tóc xuống cho tới cái ngón chân, mang vớ cả năm mà làm neo vẫn làm.
thì nhờ vậy neo nó mới đắc. Nói như vậy, nói như vậy là để chúng ta quán, chúng ta thấy quả thật con người sống rồi chết, nhưng mà cái khoảng sống chết đó rắc rối không? Quá rắc rối. Đã mình mới có nói tới tự thân chăm sóc, chưa đến đó rắc rối nè. Hằng ngày giao tiếp nói chuyện với nhau, một câu mà họ lệch thôi, hiểu ý khác liền, bắt lỗi liền, bắt phải liền. Mà rốt cuộc bắt cho nhiều rồi rồi sao? Cũng què thôi chứ làm gì giờ. Nếu người nào mà ta dễ thương, dạ con xin lỗi. Người nào ta không rồi làm gì tôi? Thế mà thì ta nói là biết thôi chứ làm gì. Rồi xong, què. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Nếu mà nói về cái bình đẳng, không làm các điều ác là thể hiện qua cách là chúng ta giữ giới đó. Còn cuộc sống của con người đang sống thì mình không có đang tâm mình làm bất công. Trong cái giới thứ hai là gì? Ăn cắp của người ta mình không lấy, mình đang lấy là mất lẽ công bằng, phải không? Như vậy thì cái bình đẳng phước là gì? Là nó thể hiện ngay khi chúng ta giữ giới. Cái của người ta mình không lấy mà nó khổ nổi. Người đời người ta chưa tu, người ta không tham không nói đi. Thậm chí nhiều lúc mình đã đi vào những cái nơi thánh đường chuẩn chỗ chùa chiền rồi cũng cái tâm tham nó vẫn không hết. Người ta để kỹ là mình rình, người ta để hở mình rinh, không biết ở đâu hỏi. Cho nên rồi mình có cái gốc tham, rồi cái đồ người ta để là cái duyên tham, để rồi mình phải suy nghĩ cái cách nào để tham. Ba cái hợp lại, cái gốc tham, cái vật để mình duyên cái tham, và cách thức làm sao để mình tham, ba cái đó nó hợp lại nó thành nghiệp. Quý vị thấy sáng ra cái, chà, sáng nay sao thèm cháo cá quá. Khỏi cái tâm thèm, cái bắt đầu nghĩ tới con cá. Ở Việt Nam mà ăn cá tươi là phải đi mua con cá nó còn sống, về rồi suy nghĩ có cách nào giết nó. Thì đầu tiên là phải đập đầu, đánh dãy, cắt cổ, mổ bụng gì đó, vân vân, rồi khứa, rồi ướp, rồi làm gì đó. Khi mình muốn ăn cái đó, một quá trình tạo nghiệp ở tư duy mới đi tới hành động. Cái đó nghiệp nó thành. Bởi vì gốc mình muốn, duyên nó có. Thí dụ bây giờ mình thèm cá mà không có cá, cái mình ăn đậu hũ, giảm nghiệp. Cho nên quý vị nhớ là nghiệp từ đâu? Cái gốc mình có, cái duyên, cái cách, ba thứ nha. Nghiệp tha, gốc tham, duyên tham, cách thức tham, thành nghiệp. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ hằng ngày mình quán như vậy để làm gì? Để mình bình đẳng. Ví dụ như bây giờ ha, những cái lúc mình thất nghiệp, giảm tiền, thì nó mình nói thôi, nói về cái đẹp mình cũng đã từng rồi. Trong lúc này kinh tế nó xuống, mình đơn giản cũng không sao. Chứ còn nếu mình nghĩ không thể được, mình đã lỡ đẹp vậy rồi mà không đẹp, người ta nghĩ lúc này mình nghèo, cái là mình phải đi mượn, phải đi làm mọi thứ, chi cho nó khổ. Thì cuộc đời mà có lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường. Thấu đáo được cái lẽ đó, cái mình sống bình thường. Mà sống bình thường là mình đã bình đẳng, phải không? Có khi mình cắt tóc dài nó cũng đẹp, có khi mình cắt tóc ngắn nó cũng đẹp. Tóc em dài em đi trong gió, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Tóc nào cũng sử dụng được hết. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Thì đằng nào mình cũng có, thậm chí người ta còn khen nó gì đó, lùng sang mập gì đó. Thì người cái nào ta cũng có câu để nói mà. Thì mình cứ bình thường đi. Quý vị nhớ con người mình nó có ba thứ. Một là bình thường, hai là bất thường, ba là phi thường.
Thí dụ như cuộc sống mình cứ đói, ăn, mệt, ngủ, khá thì mình sống theo khá. Thất nghiệp, ít tiền, sống theo thất nghiệp, ít tiền. Sống vậy là sống bình thường. Còn không có đi mượn làm cho nó có bất thường đó. Đó. Mà hễ mà một khi mà nó leo lên rồi, nó đâu có dừng ngay đó đâu. Nó đi tiếp, rồi cuối cùng là gì? Nợ chồng theo nợ, nghiệp tạo thêm nghiệp. Cái phước mình ta đã hết rồi. Nếu mình muốn không, ẩn nhẫn chờ đợi phước nó tụ. Cũng giống như mình xài hết nước, đừng xài nữa, để đó cho nước nó tụ lại có xài nữa. Thế thôi. Cái phước là do mình sử dụng hay là do mình tạo? Nếu mình khéo tạo thì phước tăng trưởng, hoặc là có hoài để mình xài. Ngược lại mình lo mình xài mà quên tạo thì có ngày nó hết. Bây giờ nếu nó lỡ hết thì ráng chờ, chờ phước nó tụ rồi xài nữa chứ có gì đâu. Chứ cuộc sống mà nếu bình thường được vậy đó, cái mình đỡ tạo nghiệp. Mình đỡ tạo nghiệp. Cho nên bình đẳng là gì? Khi chúng ta giữ giới. Khi chúng ta giữ giới là chúng ta tạo cái gia đình người ta đang hạnh phúc, mình không có phá hoại. Đoàn thể người ta đang bình an, mình đừng có nói ra nói vô, đâm bì thóc, thọc bì gạo, nói đầu này nói đầu kia để cho nó gây gỗ xáo trộn. Cái đó là mình làm mất đi cái phước ở cái việc bình đẳng của mình. Cái gì thấy nói thấy. Thậm chí thấy nghe mà mình thấy nó không lợi ích cũng không nên nói nữa. Chứ đừng nói là mình nói. Cho nên Phật hay lắm. Phật có dạy trong một cái bài kinh, có những người, người ta chưa kịp nói là đã tự nói. Phật nói này nguy lắm. Giống như người ta chưa kịp mà khen nữa là tự khoe rồi. Có cái ông đó, ổng đeo sợi dây nịt mới từ sáng tới chiều không ai khen hết trơn đó. Mà ổng trông dữ lắm, không ai khen hết trơn á. Trời ơi, rồi cái cũng may là có cái ông đó ổng mang đôi giày. Đó, rồi ổng mang cái đôi giày mà từ sáng tới chiều cũng chẳng ai khen đôi giày của ổng hết. Cái bữa nọ cái ông hai người đi ngang sao cái ông dây nịt ổng đụng cái ông mang đôi giày mới á. Cái thì cái đụng xong cái ông mang đôi giày ổng có cơ hội quá chừng đi, ổng nói đi không cẩn thận có chừng tôi đá à, nghe cái ổng đưa cái chân lên, ổng khoe cái đôi giày mới á. Được cơ hội cái ông mang dây nịt á, ổng muốn khoe dây nịt mà đâu có cơ hội đâu. Ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt của tôi nghe. Cái là ổng khoe cái sợi dây nịt rồi. Rồi cái anh kia anh đeo cái hột xoàn từ sáng tới tối mà không ai khen gì hết trơn, được cơ hội thôi cho tôi can đi. Anh vảnh tay lên khoe. Phật nói có nhiều người không ai hỏi mà tự nói. Có nhiều khi mình tới chùa mình ngồi đâu ai nói gì đâu, lợi khiều sáng giờ có gì lạ không, bữa nay chùa có gì lạ không, bộ muốn có chuyện lạ lắm hả, chùa yên mới tốt chứ chùa lạ mới tốt. Cái bệnh tháng này tôi cũng đi tới đó có gì lạ không, vân vân. Rồi nhiều khi mình nghe người ta nói nữa. Cho nên á, quý vị thấy rồi, riết rồi, mình tu cũng tu mà mình cứ sống theo cái tập nghiệp của mình, nó nhiều hơn cái mình tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, một tháng ăn chay 4 ngày thì còn lại bao nhiêu ngày mình ăn mặn? 26 ngày ăn mặn. Thì 26 ngày ăn mặn thì dĩ nhiên cái tập khí mà ăn mặn nó phải nhiều hơn rồi. Cũng như vậy đó, cũng như vậy. Cho nên tại làm sao mà Pháp Hòa cứ khuyên đại chúng cố gắng làm gì, làm mỗi ngày đại chúng có 15 phút tụng kinh ngồi thiền. Em xin 15 phút thôi, không có xin nhiều. Quý vị chọn một bài kinh nào quý vị thích, thậm chí một bài sám tụng, nhất là những bài sám tụng hay lắm. Quý vị chọn một bài quý vị tụng đi. Thí dụ cái bài này cũng hay nữa nè. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân. Pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đó là mình khen Phật ha. Giờ mình khen Pháp nè. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh. Giờ mình khen Tăng nè. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, trên con đường học đạo biết Tam Bảo của tự tâm.
Nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học tinh chuyên, cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, rượt vượt qua ngoài cõi khổ. Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Cái bài tụng đó nó chỉ có nhiêu đó thôi, mà nếu mà đại chúng chịu khó tụng mỗi ngày, chịu khó là Pháp Hòa năn nỉ đó, chứ còn tu mắc gì chịu khó. Tại sao nghe nói ăn chịu khó? Thôi để tôi chịu khó ăn, để tôi chịu khó đi chơi, để tôi chịu khó đi ngủ. Không ai nói vậy trơn á, mà toàn là thôi để tôi chịu khó đi chùa, tôi chịu khó tu. Lẽ ra tu là không có phải chịu khó, vì tu là cái chuyện luyện tâm của mình, lập công bồi đức, tạo phước cho mình, mắc gì ráng. Nhưng mà thôi giờ năn nỉ đó, ráng tu giùm em. Cái câu đó hai nghĩa. Quý vị tu, nghĩa là 15 phút mình tụng bài kinh để làm chi? Để cho nó sạch, để cho nó trong, để cho cái lời đó nó thấm. Mà như nãy Pháp Hòa ví dụ đó, nếu người mà ăn chay trường thì tâm không bao giờ khỏi độ mặn, đi chợ là chỉ vô thẳng hàng rau. Còn vì mình còn ăn mặn cho nên quẹo vô chỗ kia nhiều. Tháng ngày nào mà ăn chay ghi giấy tùm lum hết trơn, nhớ ăn chay, nhớ ăn chay, vậy mà sáng ra vẫn còn quên. Rồi bóc vô miếng, ở cha cha bữa nay mùng 1. Rồi phải chi như người ta biết mùng 1 rồi thôi trở lại ăn chay đi. Không, thôi lỡ rồi làm luôn. Đó, Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị thấy mình sống theo cái nghiệp có của mình nhiều không? Đó, bình đẳng nghiệp. Cho nên bình đẳng nghiệp là mình ăn chay, mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân. Những cái đó để chúng ta sống bình đẳng, giữ giới tạo phước. Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị đi đường, quý vị gặp bản stop, quý vị làm gì? Dừng. Mình dừng lại để cho bên kia người ta đi, bình đẳng không? Tới phiên mình ngừng, tới người khác đi, rồi một lát người khác ngừng, mình đi. Thấy đèn xanh mình đi, đèn vàng mình chậm, đèn đỏ mình dừng. Cứ giữ mực như vậy bình đẳng không? Không tổn hại ai. Mình đi vô mấy cái chỗ school zone, người ta để bảng rõ ràng, vẽ một đứa học sinh băng qua lộ, ta để bảng luôn 30 cây số giờ, mình vẫn chạy nhanh, rồi mình bị phạt. Nói sao kỳ vậy, tôi chạy chậm. Không có gì kỳ hết á. Bây giờ nó có cái máy nó chụp hình. Như vậy mình không giữ cái điều đó thì chắc mình phải gặp một cái khó khăn. Như vậy cái bình đẳng là gì? Chỉ cần chúng ta giữ quy luật là bình đẳng. Quý vị thấy nước Mỹ hay nước Canada nói chung á, người ta tới người ta xét nhà mình trong khi mình xây cất, người ta làm khó mình đủ cách, cái vấn đề vệ sinh vân vân. Thật sự ra tại không hợp ý mình ẩu thì người ta cho qua, cái mình khen dễ thương. Mà người ta khó khăn thì mình lại phiền não với người ta. Mà thật sự ra nếu nói cho cùng là ta muốn làm gì? Ta muốn bảo vệ sự an toàn cho mình. Ví dụ người ta dặn mình đi vô bếp là phải bao tóc lại, rửa tay mỗi khi mình làm, ví dụ vậy đi. Hay là nồi chảo phải khỏi mặt đất 1 feet. Thức ăn không được để bên ngoài quá 4 giờ đồng hồ, nó sẽ sanh vi khuẩn, vi trùng. Người ta làm, người ta qua ra những cái quy luật như vậy, chẳng qua là để giữ an toàn cho mình và cho người. Vậy thôi. Cho nên mình giữ giới là tạo một cái phước, là phước bình đẳng. Rồi cái cuối cùng là phước gì? Bố thí phước. Trong kinh Pháp Cú có câu: nay vui đời mai vui, làm thiện hai đời vui. Nó vui
mình nó an vui thấy việc thiện mình làm. Ngược lại, nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó khổ đời này khổ do nghiệp xấu mình làm. Cái phẩm đó, hai cái câu đó là hai cái câu nó song song với nhau, nó nghịch lại. Hễ mà mình làm thiện thì đời này thiện, làm thiện hai đời thiện, đời đời vui đời sau vui. Thì cũng ở trong trường hợp như vậy, bố thí là gì? Là mình cho. Mà cuộc sống này á, cái vui là mình được cho chứ không phải mình được nhận. Người ta nhận người ta vui là đúng rồi, mình là người cho mình vui lắm. Ví dụ như người ta đến, ta nói anh có thể giúp cho tôi làm cái vấn đề này không? Mình có khả năng mình làm giúp được người ta mình vui, mà người kia cũng vui. Mà ngược lại mình nói trời ơi xin lỗi, tôi muốn giúp lắm mà tôi không có khả năng. Thì ngay cái đó cái mình cũng hơi buồn. Mình lâu lâu người ta mới nhờ mình không giúp được. Cho nên mình giúp được ai cái điều gì đó là cái phước của mình. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy mà để quý vị làm phước không có ngán nè. Khi nào mà có việc gì đến với mình á, quý vị cứ nghĩ là mình được phước mới được làm, có phước mới được làm. Làm quý vị làm phước không mệt mỏi. Ví dụ như á, người ta nhờ mình chở đi chùa. Tại sao cả trăm người thắm nhờ mình? Thứ nhất, tại mình dễ nhờ. Mình ta nhờ là mình, cái người mà nhờ mà cứ từ chối cằn nhằn khó chịu một lần thôi, có nhiều người là ta không dám nhờ nữa. Còn ta nhờ mình vui vẻ đó, thì mai mốt ta tiếp tục ta nhờ nữa. Nhưng mà bây giờ mình buồn, mình mệt mà không muốn đi, mình nghĩ rằng á, tại sao bao nhiêu người ta không nhờ, ác hẳn là cái phước của mình. Cho nên á, để giúp cho mình á, làm việc không có mệt mỏi, quý vị cứ nhớ, khi người ta đến với mình, đó là cái phước của mình. Chờ Pháp Hòa thường á, không phải Hòa nói với nhiều khi á, giảng có 1 tiếng à, đứng chụp hình 3 tiếng. Nhưng mà Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng, vì Pháp Hòa nghĩ đó là cái phước của Pháp Hòa. Cái phước là được người ta còn thương, người ta muốn chụp hình với mình, chứ hình mình như má hả thèm chụp. Và ông thành thử mà người ta còn đến với mình, đó là cái phước của mình. Cho nên quý vị nhớ là phước là gì? Là những điều kiện lành mà mình có được. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ như hôm nay á, ngồi đây Pháp Hòa nói mà quý vị còn nghe được, là mình còn cái phước ở lỗ tai, là mình còn nghe tiếng rõ ràng. Cho nên nhiều khi khi mình ở tuổi 80 rồi, bắt đầu tai mình lãng rồi, muốn nghe nghe không được. Có nhiều bác đó tội lắm nha, không buổi giảng nào mà không có mặt. Quý vị biết không, cuối cùng á, bác đâu có nghe được cái gì đâu. Nhưng mà hỏi bác không nghe được, bác lên chi vậy? Nó lên ngồi cho nó sơm. Thấy không? Cái đó cũng cái phước. Cái đó cũng, mà đâu phải là bác không phải là mất cái phước đâu. Bác không nghe được, nhưng mà bác lên đây để bác có mặt cho đại chúng, bác đó cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa nói quý cụ ha, hồi đó mình già, lúc còn trẻ đó mình đi chùa mình không quả. Bây giờ mình già rồi, mình hết nấu gì nổi rồi, để cho sắp trẻ nấu. Để cho sắp trẻ nấu cho mình lên chánh điện mình ngồi niệm Phật. Mình ngồi mình niệm Phật để mình cho phước được mấy người trẻ. Đồng thời mình làm cái bóng dáng của người Phật tử tu hành. Thí dụ như mấy người trẻ mà ngó bài cụ niệm Phật cái nói rồi, bây giờ bác này hồi xưa nấu mình ăn nè, bây giờ mình nấu lại cho bác ăn. Và đồng thời mai mốt mình già mình cũng sẽ giống bác, mình lên đây mình ngồi mình niệm Phật. Chứ bây giờ nếu như mà người già mà không chịu đi chùa, mà ở nhà ngồi coi cải lương khóc miết, là vừa tốn nước mắt là tốn tốn giấy tí xu, rồi là không có làm được cái hình tướng cho Phật tử họ nhìn họ tu nữa. Cho nên quý cụ mà lớn tuổi á, cũng cứ đi chùa, trừ khi nào đi hết nổi thôi, còn đi được cứ đi, ngồi ở đây cũng được, ngồi ở dưới, phải không? Miễn sao quý bác còn đi chùa. Cái hình bóng của người lớn tuổi nó làm cái hình ảnh đẹp cho người trẻ. Người trẻ nhìn người già tu nói trời ơi già đáng lý giờ này hưởng phước, còn vô đây chịu khó tu. Trẻ kiểu mình không tu uổng lắm. Rồi cái người trẻ mà đi chùa tu, cái mấy người già nhìn nó trời ơi nó trẻ mà nó chịu tu, mình già kiểu này chưa chịu tu uổng lắm. Cho nên người nào cũng quán được hết. Người già nhìn người trẻ quán, người trẻ nhìn người già quán.
Cái đó là tư duy phước, phải không? Rồi mọi người đều tu và giữ gìn giới gọi là bình đẳng phước. Rồi mình bố thí đâu phải chỉ cơm áo gạo tiền, mà mình bố thí gì? Nụ cười, lời nói, phải không? Cái sự thân thiện của mình đều là sự bố thí đó. Quý vị đừng có lầm là bố thí là ở mặt tiền của nha. Bố thí có nhiều cách bố thí lắm. Mình khuyên người ta một lời, mình an ủi người ta một chút, đều là bố thí hết. Đều là bố thí. Thấy một người bạn đạo mới bước vô chùa, biết người đó mới đó, tới làm quen, nói chuyện, giới thiệu, làm cho người ta cảm nhận là người ta có một cái sự chào đón để người ta tiếp tục. Quý vị biết cái tâm trạng mà người mới tới mà bỡ ngỡ, ai dòm ngó, người đó dễ thối tâm lắm. Cho nên các vị nào mà ở lâu năm trong chùa, cố gắng thấy người mới tới phải tới chào hỏi, quan tâm giúp đỡ người ta, nhưng mà chừng mực thôi. Thí dụ như tối rồi cho người ta ngủ, đừng đeo nói chuyện hoài rồi người ta ngủ không được, cái nói kết thân kết riết cho ta phiền luôn, ta không gặp mình ta né, cái gì nó cũng chừng mực. Cho nên đó, mình không bỏ những người mới. Các vị đi chùa lâu năm đó, gọi là Bồ Tát bất thối. Còn các vị mới vô chùa gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Mà Bồ Tát sơ phát tâm là dễ lắm nha, dễ thối tâm lắm. Vì có thể người ta vô rồi thấy một hình ảnh không có thiện cảm. Ví dụ ta thấy một cái bà trong bếp lâu năm mà sao bà dữ quá, mình mới vô xin cái chén bà nạt, khỏi lấy chén làm gì. Ví dụ về đó, cái mình nản, mình không đi chùa nữa. Cho nên các vị mà ở lâu năm cẩn thận. Mình càng lâu năm á, thì mình phải càng có một cái nét đẹp của người lâu năm. Đồ cổ nó có cái đẹp của đồ cổ, nó có giá trị của đồ cổ. Những cái người mới tới gọi là sơ phát tâm. Ví dụ hôm nay có một số quý vị chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ nghe pháp, nhưng mà nhờ cái duyên nào đó quý vị đến, quý vị nghe pháp, quý vị đi chùa. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa quý vị nè, cái điều này nó không nhất thiết phải là Phật tử mới có thể thực hiện ba cái điều này. Bất cứ ai sống ở đời này, chúng ta đều có thể tạo phước ở mặt tư duy, ở mặt hành trì những cái giới luật, ở mặt giúp đỡ mọi người. Ba cái này Phật gọi là ba cái phước mà người trí nên nương vào đó mà sống. Ở cái mặt đời sống đối nhân xử thế, chúng ta nên bố thí. Ở cái mặt đối với bản thân khắc kỷ thì chúng ta giữ giới. Về nội tâm thì chúng ta phải tư duy thiện lành để nó sanh cái phước. Rồi bây giờ quý vị thấy, người mà thường có cái tư duy thiện lành thì lời nói thiện lành, hành động thiện lành, không cần nói giới mà tự khắc người đó giữ giới. Ví dụ người đó không bao giờ, người đó luôn luôn bình, không bao giờ cần phải phát nói, ôi tôi đừng ăn cắp gì, cái của không phải của mình, không nhận vậy thôi à. Thì có cần gì tuyên bố tôi giữ giới không? Mà vẫn giữ giới. Đi vô trong nhà vệ sinh, thấy cái đồng hồ của ai để đó, thậm chí mình nói để yên chỗ đó, để cho lát nữa người ta nhớ, người ta trở vô người ta lấy. Mình đem vô mình cất, với cái ý nghĩ là lát ai hỏi cái giả bộ nói tôi nhận, tôi cất giùm sợ mất. Còn nếu ai không lấy thì coi như cúng luôn, phải không? Thì bây giờ mình nghĩ đi. Cho nên có nhiều khi á, Pháp Hòa hay nói vậy nè, có nhiều khi mình nghĩ cái đó, cái lời, cái hên của mình mà mình không nghĩ đến người khác. Ví dụ bây giờ quý vị lát nữa bước xuống lầu, cái lượm được cọc tiền, trời bữa nay đi chùa hên quá, nghĩ vậy đó. Nhưng mà cái người mà người ta mất cọc tiền, ta nói sao? Trời ơi, bữa nay đi chùa xui quá, đi chùa mà mất tiền. Thế quý vị thấy không? Thành thử ra ở đời này cái hên xui không có nói được. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ hãy mình được cái gì phần mình, cái mình kêu là hên. Vậy thì cái người mất cái phần đó, người ta nói gì? Người ta xui, phải không? Mà chúng ta, nếu chúng ta quán niệm rằng cái mà mình nhặt được á, nó là quạnh tài. Quạnh tài là gì? Cái của bất đắc, cái của mà không phải của mình mà mình lượm được, cái của đó không nên xài hết. Thậm chí còn đem bố thí cho nó hết nữa, chứ đừng nên để, không nên. Vì cái đó là sao? Cái mình nhặt được là cái khổ đau của người đó. Người ta mất cọc tiền, người ta khổ, mà sao mình kêu hên? Mình chắc mình xài nổi cái tiền nước mắt đó không?
Thành thử ra nhớ ở đời cái gì mình có được, cứ nghĩ là thôi cái đó cũng còn chút phước của mình. Bên cạnh đó khởi tâm hồi hướng, xin nguyện cho mọi người ai cũng được cái phước như con. Như vậy mình không giảm cái phước, mình bình đẳng ở cái chỗ là có nhưng mà vẫn hồi hướng. Ví dụ quý vị nghe pháp xong quý vị hồi hướng, tại sao? Vì mình cũng mong mọi người ai cũng có cơ hội được nghe những lời pháp giống như mình, để người ta chuyển hóa đời sống của người ta. Cho nên mình xong rồi cái mình hồi hướng, nghe pháp xong cái hồi hướng. Thật sự ra cái hồi hướng này không biết mình ngồi đấy mình tư duy cái gì, mình làm gì, nhưng mà trước mắt mình thấy là mình được một cái cơ hội nghe lời của Phật, nghe những lời thánh thiện, thì mình cũng mong mọi người cũng có cơ hội đó. Cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Hôm nay á, mình ngồi nghe pháp đây, cứ nghe riết, biết đâu chừng mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó mình thấm dần Phật pháp, cái này là hồi nhân hướng quả, phải không? Mình nghe pháp có một chút à, mà mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Dạ đúng, tuy một chút, nhưng nếu ai cũng được một chút thì quả thật họ cũng được có một chút, còn không hơn không có gì hết. Cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Mình ngồi mình nghe nhớ biết nhớ được nhiều, nhưng mà vẫn hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu ai nhớ được một câu một lời, họ cũng được thiện nhân thiện quả. Đó là hồi tiểu hướng đại. Còn mình ngồi nghe pháp đây lâu ngày lâu tháng, mình cũng được thấm nhuần, cái này hồi nhân hướng quả. Hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, là mình ngồi nghe pháp đây là tự mình nghe và mong mọi người cũng được như vậy. Hồi tự hướng tha. Rồi sự đây là mình ngồi nghe, nhưng mà thấu đáo cái đạo lý đó là quan trọng. Cái đó gọi là hồi sự hướng ly. Bốn cái hồi hướng phải không? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng tha, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng ly. Được như vậy thì chúng ta là một người Phật tử bố thí. Bố thí trong khi mình nghe pháp đó, tụng một bài hồi hướng là bố thí, để cho mọi người cũng được như vậy. Cho quý vị thấy không? Đi trên đường thấy một cây đinh lượm lên để người khác khỏi đạp là bố thí. Thấy một cái miệng chai lượm lên để người khác khỏi có bị thương là bố thí. Tất cả những việc làm của chúng ta đều là bố thí. Người tu bố thí pháp, người đời có khả năng hơn bố thí tài. Nhưng mà rồi mình bố thí tài mà mình khuyên được người ta trở về với con đường tu niệm thánh thiện là bố thí pháp. Vừa là bố thí pháp, vừa là bố thí tài. Mà ai là người có khả năng làm việc đó nhất? Cư sĩ Phật tử tại gia. Quý vị có đi làm, quý vị có tiền, rồi cho người ta tiền mà còn khuyên người ta lời thiện nữa, bố thí tài, bố thí pháp, phải không? Mà người ta có pháp rồi, người ta vượt hết những cái khổ đau phiền não trong cuộc sống. Đó là bố thí vô úy. Bố thí nó có ba cách đó: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi. Thì thôi hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, người xưa có câu như thế này: tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Quý vị nhớ câu tùng thiện như đăng, tùng ác như băng là sao? Đi theo cái thiện khó như lên núi, đi theo cái ác dễ sụp đổ như ở một cái mé, ở một cái trũng. Đứng mé là té liền, phải không? Thì cuộc sống của mình, mình làm ác nó dễ sụp đổ như vậy đó. Còn làm thiện cũng như đi lên trên núi vậy, khó. Tại vì sao? Mình làm thiện chưa đủ, tâm thiện nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình làm thiện mà nếu người ta không đáp thiện với mình, dễ thối tâm lắm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay nói, quý vị coi phim Tàu, quý vị nghe câu này: làm người tốt thiệt là khó. Nhớ không? Nhiều khi á, mình muốn giúp người ta mà rồi người ta cũng nghĩa là làm khó làm dễ mình, liếc làm cho mình bực. Như vậy thì quý vị thấy không? Nếu cái tâm mình chưa đủ thiện, mình không thắng được cái dở của người khác đối với mình đâu. Cho nên cái tâm mình phải thiện, phối hợp với hành động thiện thì vượt thắng được cái dở của người mình nói là cái ác. Thí dụ mình làm giúp cho người ta mà quay lên ta chửi mình, mà nếu như tâm mình không đủ thuần thiện, việc làm mình không đủ thuần thiện, không thể thắng được một lời nói ác của người đó. Cho nên muốn thắng được cái lời nói ác người đó, tâm thiện, hành động thiện.
Thì người Phật tử hay nói chung là tất cả con người của chúng ta, hễ tâm mà phát đi tới hành động, tâm phối hợp với hành động lời nói, vượt được cái đó chúng ta gọi là siêu chứ có gì đâu. Thôi chúc đại chúng có một đêm an lạc. Dạ thưa đại chúng, là ngày mai Pháp Hòa sẽ có buổi nói chuyện 9 giờ rưỡi ở Thanh Nguyên, tối mai thì sẽ trở lại là đây với quý vị ha. Thì để cho cái buổi tối ngày mai sinh hoạt được vui, thì mời đại chúng quý vị có những câu hỏi đó, quý vị có thể viết ra giấy rồi đem lên để vào cái chuông này ha. Thì tối ngày mai mình sẽ có một buổi sinh hoạt vấn đáp để trả lời những câu hỏi nào liên quan đến sự tu tập của mình trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy thì nó vừa vui mà nó vừa đáp ứng được những cái nhu cầu của đại chúng chọn. Dạ. Rồi. Bây giờ đồng này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: theo đạo Phật, thờ cúng ông bà, khi có người mất thì cúng thất cúng dỗ đầy đủ, vậy bên các đạo khác không có cúng thì người mất đó có bị đói không? Thì cái câu hỏi này rất là hay, và muốn biết chính xác thì phải hỏi cái người đó. Có nhiều khi họ không cúng mà self service làm sao? Nhất là những người ở sống ở nước Mỹ, theo cái sống theo thói quen là self serve, phải không? Không có cần ai serve mình hết. Thưa đại chúng, trước hết Pháp Hòa xin xác định: thờ cúng ông bà không phải của đạo Phật. Đó là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Như vậy không phải thờ cúng dành riêng cho đạo Phật, mà phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam, không, bây giờ cất tôn giáo qua bên nha, nếu mình là người Việt Nam, mình vẫn nhớ cái câu rằng nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân này, cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông, làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Như vậy cái truyền thống thờ cúng ông bà là của dân tộc Việt Nam. Ai là người Việt Nam thì không thể không thờ cúng ông bà. Nhưng tại sao bây giờ nó chỉ ứng dụng trong đạo Phật, hay là đạo Phật chấp nhận nó một cách dễ dàng? Bởi vì đạo Phật có một quan niệm: mình đi đến đâu thì mình phải hội nhập với cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó như nước với sữa, và thậm chí còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị nhìn ra phía sân chùa Chân Không trưa chiều hôm nay, bên cái mé nhà bên kia, quý vị có thấy một tượng Phật màu vàng to đang ngồi đó không? Nhìn có nét, cái nét đó có giống Phật Việt Nam không? Không. Cái nét đó là Phật Tích Lan. Nhìn cái tượng đó là biết Phật này Phật Tích Lan. Còn Đức Quan Âm mà để phía sau thờ đó, nhìn biết của ai không? Việt Nam. Tại vì cái tướng của Đức Quan Âm đó thon thon, đẹp đẹp, thấy không? Thì quý vị thấy không, đạo Phật đến đất nước nào thì hội nhập vào cái nét đẹp, cái văn hóa của đất nước đó. Đức Phật Thái Lan nhìn giống người Thái Lan, đội cái mão cao vậy nè, ngồi ống nhôm. Đại người Thái Lan tay chân họ hay. Mà Phật Miên nhìn giống Phật Miên Phật mỗi đất nước. Vậy thì đạo Phật cũng đề cao chữ hiếu, mà đi đến đất nước Việt Nam thì thấy cái ý nghĩa thờ cúng ông bà nó quá phù hợp, cho nên đạo Phật hội nhập vào cái văn hóa đó. Và chẳng những vậy mà làm cho văn hóa thờ cúng đó hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, giàu có hơn nữa. Bây giờ nói về cái vấn đề cúng. Cúng là gì? Đừng có nghĩ rằng á,
tới cái ngày giỗ mình cúng ông bà mình về ăn no mô Phật, ăn một bữa nhịn nguyên năm. Thôi thà là ăn mỗi ngày, ăn ít còn hơn. Như vậy thì cúng như vậy cũng không có nghĩa là no nữa. Cái đó là cúng cái truyền thống, cúng cái văn hóa, cúng cái cội nguồn, cúng cái ý nghĩa, chứ không phải cúng no đói ở cái hình thức này. Nhưng mà nói thì phải có hình tướng, nói cúng thì phải có hình tướng. Thí dụ như mình nói lễ của mẹ, con thương mẹ là đủ. Nhưng tại sao biểu lộ qua một đóa hoa, một bữa ăn? Cái đó là cái hình tướng để nói lên cái lòng. Vì vậy cho nên chúng ta bày thức ăn lên bàn thờ là cái hình thức bày tỏ tấm lòng của mình, nó cũng đầy đủ hương vị như thức ăn này vậy. Còn có về hay không thì hoàn toàn mình không có biết. Mà có ăn hay không mình cũng không biết. Mà thí dụ thật sự ông bà đưa tay ra gấp, mình dám ngồi đó ông bà linh không? Hay là mình chạy mất? Nhờ mình còn ngồi mình khóc lóc, mình than vang là vì mình nói gì ổng cũng ngồi yên đó. Thế thôi. Nếu mình không cúng thì con cái mình không có một cái hình ảnh gì cội nguồn truyền thừa để nó học. Cho nên nếu nói cho cùng là mình cúng, không phải cúng ông bà mà cúng cho mình. Nó nhìn vô đó mai mốt tới phiên mình nó cúng tiếp. Nếu nói cho nói là ông bà là mình mượn đó. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình đang dạy cho con mình một cái nét đẹp, cái truyền thống. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện này cách đây một tuần à. Có một cái em đó, năm nay nó 15 tuổi rồi, mà nó ở cách xa chùa Pháp Hòa là 5 tiếng lái xe. Ít khi nào ba má nó lên chùa lắm, ít lắm. Thì cái bữa đó đó, coi như là dẫn nó lên. Hồi nhỏ có thể nó có đi mà nó hoàn toàn không có ý thức. Giờ nó lớn rồi, nó có ý thức, cái phân nó tới nó nhìn cái bàn thờ linh á. Khéo hỏi, con biết ông ngoại con để đâu không? Nó nói dạ con biết. Nó chỉ ngay cái hình ông ngoại nó liền. Pháp Hòa mới kêu nó lại qua ngồi nói chuyện. Đó, đó là lý do tại sao người Việt Nam thờ ông bà để cái hình. Con sanh ra lúc ông ngoại con mất, con không biết ông ngoại là ai. Nhưng nếu cất cái hình này đi, mãi mãi con không biết ông ngoại con. Và khi con có con cũng cháu của con vẫn không biết ông này là ông cố. Như vậy mình để cái hình lên, nó là cúng là thờ, nhưng mà thật sự để cho con cháu mình đưa cái hình ảnh ông ngoại vô tâm thức, để nó biết đây là ông ngoại. Hết đời nó, cháu nó, con nó, đây là ông nào, nó vẫn biết đây là ông ngoại của ba mình, là ông cố của mình. Như vậy mình thờ cái hình là một hình thức giữ gìn truyền thống dân tộc, cội nguồn ông bà để không bao giờ mất. Mà cái đó là một cái đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn mất. Quý vị thấy không? Trồng cây mà không rễ sao nó sống? Cho nên phải cắm vô nước cho nó có rễ mới cắm nó xuống đất được. Thế thì cây không rễ làm sao sống? Người không cội nguồn sống với ai? Bây giờ mình biết mình chỉ thờ ông Phật, không thờ ông bà, thì Phật cũng chẳng là sẽ buồn đó. Trời ơi, không có ông bà sao có mình, mà bây giờ để mình thờ ông đó. Thế thì trên có ông Phật, dưới có ông bà, nhà sau có ông Táo, ở trước có ông Thiên. Quý vị thấy không? Nhiều ông lắm. Thậm chí là ông thần tài. Thì bây giờ Pháp Hòa nói nè, đạo Phật không có truyền thống cúng. Ấn Độ đâu có cúng cơm. Người Ấn Độ không có cúng cơm à. Mà tại sao giờ qua tới Việt Nam rồi Trung Hoa lại có cúng cơm? Như vậy rõ ràng cái chuyện cúng cơm thờ phượng là của dân tộc Việt Nam. Anh là đạo gì không cần biết. Thế mà anh thiếu cái bàn thờ ông bà thì đạo đó chưa đủ. Đạo đó chưa đủ. Bởi vì đạo nhân đạo chưa có thì thiên đạo với ai? Phật đạo với ai? Cho nên nhân đạo phải có. Mà nhân đạo căn bản là gì? Ông bà truyền thừa. Xin lỗi, mình ở đây nè, còn có một ngày lễ Thanksgiving, nghĩa là mình nhớ ơn.
Rồi người ta tạc những cái tượng của người này người kia có công với đất nước để nhớ ơn. Người ta viết những tiểu sử của người này người nọ để nhớ ơn. Thì tại sao ơn bà mình không nhớ? Mà mình thờ cúng ông bà mà cho là mê tín dị đoan là sao? Là vì anh không hiểu cho nên anh có tà kiến. Chứ còn tôi làm mà tôi vẫn biết tôi đang làm gì thì không hề tà kiến. Mình làm mà mình không hiểu mới bị người ta nói mình mê tín tà kiến. Còn mình làm mà mình hiểu thì không hề có mê tín có tà kiến. Ví dụ mình cắm một cây hương lên cúng, người ta không hiểu, ta nói mê tín cúng hoài. Nó không, anh không hiểu đó. Cây hương này là tượng trưng cho thơm, mà thơm là người có đức hạnh mới thơm. Thế thì cây hương này nhắc nhở chúng tôi phải sống có đức hạnh để lan tỏa cái hương đức hạnh như cây hương mà chúng tôi cúng. Ai ăn uống gì mà để trên bàn thờ cúng trái cây? Dạ thưa không. Dĩa trái cây này nhắc nhở chúng tôi hễ có nhân thì phải có quả. Nhân là trái táo mới quả mới trái táo. Vậy thì để dĩa trái cây trên bàn thờ là nhất chân nhắc nhở chúng tôi đạo lý nhân quả. Và đồng thời á, bình hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì dĩa trái cây nhắc nhở chúng ta đạo lý nhân quả. Đi chợ lựa trái tốt thì người sống ở đời làm việc gì cũng phải lựa lành thiện tốt. Nhưng mình lựa trái cây mình mua mình ăn mình cúng vậy thì ai dám nói mình mê tín? Nếu mình làm mình không hiểu mới bị người ta mê tín, nói là mình mê tín. Vậy thì mình thờ cúng ông bà mà hiểu được cái nghĩa. Vì hiểu được nghĩa cho nên vượt mọi hình tướng. Ngày giỗ không có một mâm cơm đầy đủ cũng không sao, một chung trà, một cái bánh cũng nói lên được tấm lòng. Cái quan trọng là con cháu biết đây là ngày gì để duy trì cái ngày đó. Tại sao bồ nó sinh nhật nó vẫn ghi trong điện thoại để ngày đó hiện lên réo lên để nó đi mua bông? Không mua là giận, dỗ ông bà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Mình có ngày vía của Phật, mình có ngày dỗ ông bà, mình có ngày sinh nhật, mình có ngày lễ tình yêu, mình có ngày lễ tạ ơn, mình có ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thì tất cả ngày lễ trong cái xã hội này không ngoài mục đích nhắc nhở mọi người đừng quên cái đó. Lễ Vu Lan cũng không ngoài cái đó. Nếu không tổ chức chúng ta quên, còn hễ tổ chức thì nhắc ồ đây là mùa Vu Lan. Thấy ai đó cài hoa hồng, lễ Vu Lan. Thấy ai thấy sen trong hồ nở, lễ Phật Đản. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên thờ cúng ông bà không phải vấn đề ăn uống đói khát gì nữa trong chỗ này, mà ở cái chỗ này cái ý nghĩa. Rồi câu thứ hai là nhân quả, phải không? Pháp Hòa nhớ đại khái vậy. Nói bây giờ người ta đánh mình thì mình cho đó là cái quả, cái nhân đời trước giờ mình trả. Vậy lỡ người đó tiếp tục gây nhân với mình sao? Cái câu hỏi ý, thí dụ người ta đánh mình đời này, biết đâu chừng họ mới bắt đầu gieo với mình. Phải không? Phải cái ý vậy không? Tất nhiên là thí dụ như mình gieo nhân gì thì mình gặt quả đó. Nhưng mà thí dụ như đời trước mình đánh người ta, đời này á thì mình bị một cái gì mà cây đè cây ngã gì á thì là không ai có tội. Mà mình bị một người khác đánh lại mình thì cái người đánh kiếp này nè là họ có bị tội hay là họ thay hai lực nhân quả họ hành sự như vậy? Nó có liên đới hết, không phải tự nhiên ta thế thiên hành đạo kiểu đó đâu. Ví dụ bây giờ cô đò cô nợ người ta, con gái cô không tới đòi được thì cũng bà con cô bác gì của cô mới đủ thẩm quyền đòi. Chứ người dân nước lạ ta đòi cô sức mấy cô trả, mà cô còn chửi nữa. Cô nói ăn cơm hớt. Thì cô đừng có nghĩ rằng á, khi mình làm cái nhân này, cái quả, cái ý của cô là thí dụ bây giờ mình làm cái nhân xấu, mình đánh người ta thì đời này người ta đánh lại. Nhưng mà lỡ như cái người nào đó mình không phải trả thẳng cho người đó, mà ai kia ta làm với mình á, thì có phải là người ta tạo tội không? Không có liên hệ. Cái nào nó có cái duyên trùng trùng của nó, cũng phải có liên đới gì đó nó mới dính vô đó. Còn nếu không á, là mình tự đời này mình với người kia đang tạo một cái nhân mới, chứ không phải là cái dính hệ liên hệ gì hết. Cũng giống như là cô nợ nhà băng này thì cô trả nhà băng nọ, trừ khi nào cô mở thêm cái account, mở thêm cái visa thì cô có hai cái loan vậy thôi. Cho nên là cái nào nó cũng có cái liên hệ với nhau. Ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây đó, nói theo Phật Pháp là mình đã từng có duyên rồi đó.
chứ nếu không dễ gì gặp, phải không? Mà nếu không thì có gặp nó cũng không có hợp rơ, không hợp rơ sao nghe được. Cho nên ta nói là sao, gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy đó, phải không? Cái là cái người mà tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà rượu, mình gặp được một người tri kỷ, uống 1000 ly rượu vẫn thấy ít, gọi là tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, 1000 ly vẫn thấy ít. Còn ngược lại, nếu nói chuyện với nhau, nói chuyện mà không hợp với nhau rồi, nửa câu thôi cũng đã quá nhiều rồi. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nửa câu thôi đã quá nhiều rồi. Thôi thì nãy giờ hình như hơi nhiều rồi. Thôi mình dừng đây nha.